chàng rể đại gia, Chu Dương. chương 581, ra tay, hai. Có chuyện cần làm rồi, vừa nãy có người dựa vào quan hệ của khổng thiếu gia, bảo chúng ta đi dậy dỗ đám người ở cửa hàng mới, mọi người sẵn sàng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ hành động khi trời tối. Trần Thiên Hạo đẩy hai người đẹp trong lòng mình sang một bên, đứng thẳng dậy, tỏ vẻ rất phân khích. Mấy ngày nay, hắn ta thật sự một ngạt đến phát rồ. Không phải chuyện nào khác, mà chính là chuyện trước đây khổng huy bảo hắn ta đi làm nhưng vẫn chưa làm tốt hơn nữa hắn cũng biết thực lực của tên chu dương kia trong khoảng thời gian này hắn luôn lo lắng chu dương sẽ tìm hắn báo thù vào đêm khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố liễu hắn còn cố ý cho người theo dõi chu dương chỉ lo chu dương tìm hắn sau một thời gian dài như vậy bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì hơn nữa cửa hàng chi nhánh thành phố liễu trước đây lại trở thành mỹ phẩm thành phố liễu Tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Thiên Hạo vẫn có thể đoán ra được một phần nào đó. Có thể hiểu đơn giản là nội bộ cửa hàng này đã xảy ra mâu thuẫn nên mỗi người đi mỗi ngả, cửa hàng cũng đã đổi tên thành Mỹ phẩm thành phố Liễu. Điều này đối với Trần Thiên Hạo mà nói, đúng lúc là một chuyện tốt. Đêm đến, một giờ sáng, người trên phố đi bộ cũng thưa dần, dù sao bây giờ cũng là mùa đông, với lại Tết âm lịch sắp đến gần, người bình thường sẽ không nhàn rỗi đi dạo trên phố vào giờ khuya. Lúc này, một nhóm người lặng lẽ đi trên phố đi bộ, chẳng mấy chốc bọn chúng đã đến gần cửa hàng mới trang hoàng lộng lẫy, mang không khí vui tươi. Anh Hảo, chính là chỗ này, nghe nói ngày mai khai trương. Lão Đinh chỉ vào cửa hàng mới, nói với Trần Thiên Hảo. Còn ánh mắt của Trần Thiên Hảo và mọi người cũng tập trung vào cửa hàng mới này. Chật chật, thật sự không tệ, chỉ là không biết ông chủ của cửa hàng này sao lại đắc tội với đối phương, mà người nhờ cậy chúng ta lần này còn có mối quan hệ với khổng thiếu gia nữa chứ. Nhưng nếu đã phạm sai lầm, đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt. Trần Thiên Hạo dập tắt điếu thuốc lá rồi chăm chú nhìn xung quanh. Chuẩn bị xong cả chưa? Anh Hảo, chuẩn bị xong rồi, các anh em đã thăm dò xung quanh, lúc này, gần đây cũng không có nhiều người, cho dù không may bị người khác nhìn thấy, cũng không có ai dám nói gì. Lão Đinh nói với vẻ mặt hung tợn. Thời gian này, hắn chịu không ít uất ức, nhưng vì phải theo bên cạnh Trần Thiên Hạo, cho nên chưa có cơ hội chút giận. Cơ hội lúc này đối với hắn ta mà nói khá vừa vặn, Lão Đinh thậm chí đã không nhẫn nhịn được nữa, muốn ra tay ngay lập tức. Dù sao, chuyện đập phá thế này, thực sự khá thỏa mãn. Audio điện tử võ tấn bền Các anh em, sông lên, đập tan cửa hàng này đi, xong việc tôi mời các anh em đi sông hơi. Đôi mắt Trần Thiên Hạo rực sáng, chuyện đơn giản như vậy, đối với hắn ta mà nói, có thể làm dễ như trở bàn tay. Mà theo quy tắc, một khi làm xong, đối phương sẽ trả thù lao tối thiểu 100.000 tệ. Có số tiền này hắn sẽ đưa các anh em đi xả hơi, chỉ nghĩ đến đây thôi, Trần Thiên Hạo liền thấy vui sướng trong lòng. "Đi!" Xông vào. Hét lớn vài câu, Trần Thiên Hạo đưa mười mấy tên đàn em xông thẳng vào cửa hàng, trong tay mỗi người đều có vũ khí. Đối với bọn chúng mà nói, chuyện phá hoại thế này có thể nói là dễ như trở bàn tay, còn loại vũ khí nào dễ sử dụng, bọn chúng sớm đã quen thuộc. Mười mấy người trên phố đi bộ vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng cũng may lúc này, trên phố đi bộ ngoại trừ bọn chúng, không có bất cứ ai, chỉ có ánh đèn đường phát ra yếu ớt. Hơn 10 người xông vào cửa hàng mới, trông có vẻ rất hung hăng, khí thế hừng hực. Đám người này nhìn thấy cửa hàng mới ở trước mặt hai mắt lập tức sáng lên bọn chúng đang tưởng tượng mình được trần thiên hạo dẫn đi sông hơi thật đúng là sảng khoái nhưng lúc mười mấy người sông đến gần cửa hàng mới tất cả đều dừng lại ngay lập tức từng người một đứng tại vị trí cũ chuyện gì vậy trần thiên hạo đứng đằng sau phát hiện sự khác thường hắn nhíu mày nhìn lão đinh một cái tỏ ý bảo hắn ta đi về phía trước nhìn xem đã xảy ra chuyện gì lão đinh hơi do dự trong tay cầm một thanh gậy sắt dè dặt bước về phía trước con người của lão đinh co rút lại ngay lập tức, siết chặt cây gậy trong tay. Bọn mày là ai, sao lại dám cản đường bọn tao? Lúc này, trước mặt đám người lão đinh còn có 10 người khác. 10 người này đứng thành một hàng, lần lượt đối mặt với bọn chúng, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí không có chút kinh hãi, giống như một bức tường thành vững chắc ngăn cản bọn chúng. Chuyện này tao phải hỏi bọn mày, bọn mày là ai, lại dám đến đây làm loạn, không muốn sống nữa sao? 10 người này đương nhiên là những bảo vệ mà Chu Dương đưa đến từ trương gia, làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ cửa hàng, võ thuật của mỗi người đều khá tốt. Chu Dương đã từng gặp bọn họ, thực lực mỗi người đều không hề thua kém tiết man tử, làm bảo vệ cho một cửa hàng thì dư sức. Người dẫn đầu đám bảo vệ này tên là Trương Phong Minh, thực lực rất giỏi, hơn nữa còn là người Trương Kiệt đặc biệt tuyển chọn để đưa đến. Trương Phong Minh nhìn mười mấy tên hùng hổ trước mặt, trong lòng ngờ vực, anh ta không biết nhóm người này tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn bộ dạng này mục tiêu của bọn chúng chính là cửa hàng mới có vẻ bọn chúng đang muốn đập phá một trận cửa hàng mới này là do chu dương sắp xếp bọn họ đến bảo vệ nếu bị người khác phá hoại vậy thì bọn họ còn mặt mũi nào đến gặp chu dương và đối diện với trương gia bỏ vũ khí trong tay xuống không thì đừng trách bọn tao không khách sáo trương phong minh quát lớn còn các bảo vệ khác cũng cùng nhau chuẩn bị chờ đợi chỉ cần Trương Phong Minh ra lệnh thì bọn họ sẽ trực tiếp ra tay khống chế đám người trước mắt. Trần Thiên Hạo cuối cùng cũng phát hiện ra động tĩnh phía trước. Chúng ta qua đó xem, lão đinh này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lâu như vậy rồi vẫn chưa có động tính. Trần Thiên Hạo cao mày, dẫn theo tiết man tử, đi thẳng lên phía trước. Lão đinh, có chuyện gì vậy, để tôi đến xem thử, sao nãy giờ vẫn chưa chịu ra tay. Trần Thiên Hạo đi xuyên qua đám đông, bước thẳng tới trước, Nói chưa hết một câu thì nhìn thấy 10 người chặn ở trước mặt. Bọn mày là ai? Trần Hạo Thiên thấy 10 người chặn trước mặt mình, trong lòng hơi hoảng hốt, đặc biệt tên cầm đầu của đối phương khiến cho hắn ta cảm thấy rất mạnh mẽ, tính áp bức rất lớn. Nhưng sau đó nghĩ lại, bên mình cũng có mười mấy người, hơn nữa còn có Thiết Man Tử ở đây, công thêm võ thuật của bản thân cũng không tệ, vốn dĩ không cần sợ 10 người này. Hừ, tao không quan tâm bọn mày là ai, dám chặn đường anh Hạo tao đây đơn giản là tìm cái chết, bây giờ tao cho bọn mày một cơ hội, tao đếm đến ba thì biến mất trước mặt tao, nếu không đừng trách tao không khách sáo, võ thuật của các anh em tao không có mắt, làm bị thương bọn mày thì không hay đâu. Trần Thiên Hạo nói lạnh lùng, tràn đầy tự tin. Hắn có lòng tin vào thực lực của bản thân và thực lực của đám anh em của hắn cùng với Tiết Man Tử. chương 582, trận giao đấu quyết liệt. Hơn nữa, khí thế của hắn rất mạnh mẽ, hắn tin rằng mình nói ra điều này, còn cố ý cho đối phương một lối thoát, nếu như đối phương biết thời thế, có lẽ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hừ, còn không chịu đi, xem ra bọn mày thật sự đang muốn chết, một. Trần Thiên Hạo vừa hạ giọng, 10 người bên đối phương vẫn không có bất kỳ hành động nào. Điều này khiến Trần Thiên Hạo cảm thấy mất mặt, trong lòng đột nhiên không thoải mái. Hắn đã quyết định, bất luận 10 người này có rời đi hay không thì hắn cũng sẽ dạy cho đối phương một bài học, để bọn họ biết rằng, ở thành phố Liễu này, đắc tội với hắn sẽ có kết cục như thế nào. 2 3. Đếm đến 3 xong, 10 người, người đối phương vẫn không hề nhúc nhích, cứ đứng chặn trước mặt bọn chúng như cũ. Được lắm, lâu rồi không có ai dám chống đối tao như thế, bọn mày giỏi đấy, vậy đừng trách tao ra tay tàn nhẫn, các anh em, dạy cho bọn chúng một bài học, để chúng nó biết, chúng ta không phải người có thể đụng vào. Trần Thiên Hạo cười nhếch mép, hét lớn ra lệnh: mười mấy tên đàn em, chen chúc nhau, xông thẳng lên phía trước. Còn Lão Đinh, Tiết Man Tử và Trần Thiên Hạo vẫn chờ ở vị trí cũ chưa ra tay. Khóe miệng Trần Thiên Hạo hơi nhếch lên, trong lòng diếu cợt không ngớt, hắn ta muốn xem thử, mười người này có sức mạnh gì lại dám chống đối với hắn. Tuy nhiên, khóe miệng của hắn mới nhếch lên, còn chưa kịp trở về trạng thái ban đầu, một giây sau liền há hốc mồm nhìn đối phương. Cái gì? Sao lại có thể? lão đinh và tiểu man tử nhất thời kinh sợ nhanh chóng mở mắt nhìn về phía trước khí thế hung hăng của mười mấy tên đàn em trong tay mười người đó chỉ vẻn vẹn cầm cự chưa tới năm giây toàn bộ đều bị đánh bại lúc này toàn bộ mười mấy tên đều gục xuống đất không ngừng kêu rên thảm thiết bộ dạng không thể thảm hại hơn a à, đau quá tay của tôi gãy rồi chân của tôi cũng mất cảm giác hình như đã gãy trần thiên hạo nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng run sợ, ánh mắt nhìn người người kia hoàn toàn thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Lúc này trên cơ thể 10 người kia hầu như không có vết thương nào, mà quần áo trên người cũng không hề tổn hại. Đây rõ ràng là chỉ đánh đơn phương. Với thực lực của Trần Thiên Hạo và Tiết Man Tử, nếu đối diện với đám anh em của mình thì cũng đủ khả năng đánh bọn họ ngã nhào xuống đất. Nhưng Trần Thiên Hạo biết, bất luận là mình, hay là Tiết Man Tử, cũng không thể ra tay nhanh chóng và dứt khoát được như 10 người kia lúc này trong lòng Trần Thiên Hạo hoảng loạn hắn biết cho dù mình và tiết man tử cùng xông lên sợ rằng cũng không thể giành phần thắng ngược lại còn bị đánh thảm hại bọn mày rốt cuộc là ai Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói muốn tiếp thêm sức mạnh cho bản thân nhưng hắn phát hiện làm thế này không có bất kỳ tác dụng nào không chỉ không có thêm dũng khí chiến đấu mà trái lại còn khiến bản thân càng thêm hoảng loạn mà lúc này 10 người kia đang từng bước tới gần anh Hảo, để tôi. Tiết Man Tử nghiêm túc nói, rồi xông thẳng qua đó. Trong số những người này, thực lực của Tiết Man Tử là mạnh nhất, nếu như đến hắn còn không có cách chống lại 10 người trước mặt, vậy thì bọn chúng thật sự đã gặp nguy. Trương Phong Minh nhìn người đàn ông vạm vỡ đang xông đến, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh ta cảm nhận được mùi vị nguy hiểm toát ra từ trên cơ thể người đàn ông trước mặt. Đối với Trương Phong Minh và các bảo vệ còn lại, Mười mấy tên vừa nãy căn bản không chịu nổi một đòn, bọn họ không cần dùng sức mạnh cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn chúng, mà áo quần trên người bọn họ cũng không bị rách hay nhăn nhúm gì. Trương Phong Minh lúc đầu còn nghĩ đối phương chỉ có chút thực lực như vậy, mà còn kiêu ngạo hống hách, không biết sự tự tin từ đâu mà ra. Nhưng bây giờ, Trương Phong Minh đã biết, sự tự tin của đối phương, có lẽ đến từ gã đàn ông vạm vỡ đang xông vào mình. Đến hay lắm. Trương Phong Minh hét lớn, đạp chân về sau rồi lấy đà chạy lên nghinh chiến. Ngay lập tức, Tiết Man Tử giao đấu với Trương Phong Minh. Đòn đánh của hai người rất tàn nhẫn, không hề nương tay, đồng thời cũng không né tránh cú đấm của đối phương. Bốp, hừ, thực lực hai người tương đương nhau, đi qua đi lại, đánh tới đánh lui, không phân thắng bại. Đám bảo vệ của Trương gia chăm chú quan sát. Bọn họ rất ít khi có cơ hội nhìn thấy Trương Phong Minh ra tay, dù sao Trương Phong Minh cũng thuộc nhóm bảo vệ của Trương gia, thực lực rất mạnh, thậm chí còn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, bên dưới còn quản lý một nhóm bảo vệ. Lần này, nếu như không phải thiếu gia Trương Kiệt điều Trương Phong Minh đến bảo vệ cửa hàng thì anh ta căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Xem ra thực lực của đội trưởng Trương có tiến bộ rồi. Đúng vậy, lần trước thấy đội trưởng Trương ra tay, tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ độ dứt khoát, nhưng bây giờ nhìn xem đòn đánh nào cũng dùng đủ lực mạnh mẽ dứt khoát, không hề do dự. Ha ha, cũng không biết mấy người kia là ai, lại dám đến đây gây chuyện, thật sự coi thành phố Liễu là địa bàn của bọn chúng sao. Muốn phân thắng bại ư? Trong lồng ngực Trần Thiên Hạo, tim của hắn cứ đập thình thịch, lo lắng sốt ruột cuống cuồng hết cả lên. Hắn đặt toàn bộ hy vọng trên người Tiết Man Tử, kỳ vọng Tiết Man Tử đánh bại đối phương. Có điều, Trần Thiên Hạo không ngờ rằng, người này lại dũng mãnh như vậy, không chỉ đánh tới đánh lui với tiết man tử, hơn nữa theo thời gian, lại bắt đầu áp chế tiết man tử. Nếu cứ như vậy, tiết man tử sớm muộn cũng bị đánh bại. Đến lúc đó, chỉ sót lại một mình hắn, cơ bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bốp, dầm, âm thanh rền rĩ vang lên, một bóng người lùi về phía sau, cuối cùng ngã nhào đụng vào thùng rác bên đường, phát ra một tiếng rầm. Phân thắng bại chưa, ai thắng rồi? Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người vừa ngã xuống, muốn xem ai là người thắng cuộc. Quả nhiên vẫn là đội trưởng Trương giỏi. Ha ha, đội trưởng Trương lúc này e rằng cũng không dễ chịu gì, người này tuy không phải là đối thủ của đội trưởng Trương, nhưng thực lực cũng không tệ. Bây giờ có lẽ không vấn đề gì rồi, đuổi đám người đó đi, chúng ta chỉ cần trông coi cẩn thận, đợi đến ngày mai cửa hàng khai trương xong thì chúng ta cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi thấy rõ cuộc chiến thắng thua của trương phong minh và tiết man tử đám bảo vệ trương ra gieo hò mừng chiến thắng còn trần thiên hạo lão đinh lại há hốc mồm khóe miệng co giật trong lòng ớn lạnh thua rồi tiết man tử thua rồi tiết man tử không phải đối thủ của đối phương còn bị đối phương đánh bay ra ngoài đụng vào thùng rác lão đinh đi dìu tiết man tử qua đây trần thiên hạo trầm giọng nói tiết man tử không phải đối thủ của đối phương Hiện giờ thắng thua đã rõ, bọn chúng không thể có cơ hội ra tay với cửa hàng mới, nếu đã như vậy, chúng chỉ có thể tìm cơ hội rời đi. Ha ha, bây giờ được chưa? Có bọn tao ở đây, bọn mày không có cơ hội đâu, giờ thì hãy nói cho tao nghe, ai sai bọn mày qua đây? Trương Phong Minh đưa tay phủi lớp bụi bẩn trên người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hạo, lạnh lùng hỏi. Chương 583, trung thực khai báo. Một bên là Tiết Man Tử, còn có lão đinh dĩ nhiên là anh ta không coi ra gì trương phong minh dùng nhãn lực liếc nhìn người dẫn đầu đám người này chính là người đang đứng trước mắt đây mày nghĩ rằng tao sẽ nói cho mày ư khóe miệng trần thiên hạo méo sạch hắn còn muốn chấp nhận rời đi không ngờ rằng đối phương còn hỏi như vậy trần thiên hạo sao có thể tiết lộ sự thật được chứ đừng nói rằng đối phương gọi cho hắn một cuộc điện thoại chỉ nói có quen biết với khổng huy hắn căn bản cũng không biết rõ lai lịch của đối phương là gì. Giả sử như biết rồi, Trần Thiên Hạo cũng tự cảnh giác không nói ra người đứng sau giật dây mọi chuyện. Cũng như chuyện trong giang hồ, làm gì đều phải chú trọng một nguyên tắc, đó là trung thành. Nếu được người ủy thác giao việc, thì không thể để lộ thông tin của người đó. Không nói, à à, thú vị đấy, nhưng tao không tin mày sẽ một mực cương quyết như thế. Trương Phong Minh hơi líu lưỡi nói anh ta không ngờ rằng, người đứng đầu bên đối phương trông có vẻ sợ sệt mà lại cứng rắn tự tin như vậy. Ba phút sau, tôi nói, tôi nói, anh mau thả tôi ra. Trần Thiên Hảo hét lên thảm thiết. Hắn vội vàng bày tỏ thái độ, bản thân tự nguyện nói ra thông tin của người đứng đằng sau. Cái gì mà gọi là trung thành, đúng chỉ là cỏ rác. Thế này mới đúng chứ? Trương Phong Minh nghe thấy Trần Thiên Hạo nói như vậy, lúc này mới khẽ cười một tiếng, buông lỏng tay thả Trần Thiên Hạo ra. Vừa rồi anh ta chỉ dùng vài thủ đoạn cơ bản của bảo vệ trương gia, ép Trần Thiên Hạo nói ra sự thật. Anh ta còn tưởng Trần Thiên Hạo có thể chống đỡ trong khoảng thời gian dài, chứ tuyệt đối không ngờ rằng, mới có 3 phút, đối phương đã không chịu nổi, đồng ý lên tiếng. Bây giờ mau nói xem, là ai phái mày tới? Trương Phong Minh nhìn Trần Thiên Hạo cười khinh thường. Trần Thiên Hạo lúc này đang không ngừng xoa cổ tay. Đối phương vừa mới ra tay, đã trực tiếp nắm chặt cổ tay hắn, dùng thủ đoạn khá tàn nhẫn bước ép hắn. Nếu không phải cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, Trần Thiên Hạo chắc chắn sẽ không nói ra thông tin người đứng đằng sau. Không sai, là vì tự cứu mạng mình, nếu không dù đối phương có uy hiếp thế nào, mình cũng sẽ không nói ra. Chúng tôi là người của khổng thiếu gia, các anh tốt nhất là hãy cân nhắc đi, đối đầu với khổng thiếu gia, hậu quả các anh không gánh nổi đâu. Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói, cảm thấy bây giờ lợi dụng chút danh tiếng của Khổng thiếu gia, khéo còn thu được hiệu quả bất ngờ. Có lẽ, những người bên đối phương vì nể nang danh tiếng của Khổng thiếu gia, sẽ không tiếp tục ra tay với bọn họ nữa. Khổng thiếu gia? Trương Phong minh lắng nghe kỹ càng, bản thân hình như chưa từng nghe đến cái tên này. Thế nhưng, đây là thành phố Liễu, mà Khổng gia ở thành phố Liễu, có một số chuyện, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần động não một chút là sẽ dễ dàng nhận ra mà vị khổng thiếu ra đối phương nhắc đến, chắc là người nhà khổng gia. Lần này, trong lòng Trương Phong Minh đúng là có chút rè chừng. Người khác không biết sự tồn tại của khổng gia có ý nghĩa gì, nhưng anh ta là tiểu đội trưởng đội bảo vệ của Trương gia, nên đại khái nắm được một ít nội tình. Nghe nói, khổng gia có bậc thầy võ giả. Nghe đến mấy chữ bậc thầy võ giả là đủ đến khiến người khác coi trọng và kiêng nể. Mà Trương Phong Minh không muốn gây rắc rối, bọn họ ở chỗ này, chỉ cần trông coi tốt cửa hàng, đợi đến ngày mai khai trương tức là hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở lại trương gia. Những chuyện về sau không liên quan gì đến bọn họ. Mà nếu như bọn họ lỡ bạc đãi những người này thật, chọc giận đến khổng ra, thì dù bọn họ có trương gia chống đỡ sau lưng, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi chuyện phiền toái. Trương Phong Minh từ trước tới giờ rất ghét phiền toái, nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù không thể làm gì đám người này, nhưng có bọn họ ở đây thì đối phương cũng không thể gây hại gì cho cửa hàng tao biết bây giờ chúng mày cút đi đừng để tao nhìn thấy chúng mày nếu không tao không quan tâm khổng thiếu ra là ai đâu đến lúc đó thì đừng trách tao độc ác trương phong minh lạnh lùng nói ánh mắt hung hãn nhìn trần thiên hạo sau đó trực tiếp xoay người quay đi không để ý đến nhóm người của trần thiên hạo trương đội trưởng cái này những tên bảo vệ khác không hiểu nên cũng muốn hỏi rõ ràng nhưng Trương Phong Minh chỉ chừng mắt nhìn bọn họ, khiến bọn họ không dám hỏi tiếp. Mà bên kia, Trần Thiên Hảo nghe thấy mấy lời của Trương Phong Minh, cũng kích động không thôi. Đối phương quả nhiên là đang rè chừng danh tiếng của khổng thiếu gia, mình vừa nhắc tới khổng thiếu gia là bọn họ không dám làm gì. Lúc này trong lòng Trần Thiên Hảo thấy hơi khó chịu. Sớm biết danh tiếng khổng thiếu gia có uy lớn như vậy, thì ban đầu nói ra tên khổng thiếu gia là xong, 10 người bên đối phương sẽ không dám làm gì, thậm chí còn không thể cản trở hắn. Thế nhưng bây giờ hai bên đều đã đánh nhau, Trần Thiên Hạo cũng biết, giờ có muốn lấy uy khổng thiếu ra dọa nạt cho đối phương bỏ chạy là chuyện không thể. Đi, Lão Đinh, nhanh đưa các anh em về. Sắc mặt Trần Thiên Hạo tối sầm lại, chỉ huy Lão Đinh bảo anh em về. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Trần Thiên Hạo nảy ra suy nghĩ, người gọi điện cho hắn ta, có thể chính là người đứng đằng sau mọi chuyện. Nếu như không phải người đó gọi cho mình, lại còn dùng danh tiếng của khổng thiếu gia, thì hắn nhất định không lộ diện. Hơn nữa, nơi này có cao thủ lợi hại bảo vệ, đối phương cũng không nói rõ cho hắn, tức là đối phương có ý định lừa hắn. Về khoản này, Trần Thiên Hạo đương nhiên là đoán được ý đồ của đối phương. Mặc dù hắn không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng có thể người này có hiểm khích với cửa hàng này. Việc tìm hiểu rất dễ dàng, với năng lực của Trần Thiên Hạo ở thành phố Liễu, chỉ cần hắn ra lệnh, thì không cần nhiều thời gian là có thể điều tra được. Trần Thiên Hạo quyết định, một khi biết được ai đã bẫy mình, nhất định sẽ cho đối phương biết tay. Sau khi mấy người bên Trần Thiên Hạo rời đi, cửa hàng lại yên bình, không xảy ra chuyện gì nữa. Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt trời đã sáng. Làm tốt lắm các anh em, có người tới giao ban, là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Trương Phong Minh có chút hứng khởi, thản nhiên nói anh ta đã thấy có vài nhân viên của hàng đang chuẩn bị các nghi thức cho việc khai trương bên kia trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố liễu trần thiên hạo đang nằm trên ghế sofa với một chiếc băng thạch cao trên tay hưởng thụ sự hầu hạ của mấy cô gái xinh đẹp thế nào tìm ra ai chưa sau khi rời khỏi phố đi bộ sắc mặt trần thiên hạo không tốt lắm hắn lập tức cho người đi điều tra nhất định phải tìm ra ai là người lừa bọn hắn thế nhưng tới tận bây giờ trời đã sáng mà vẫn không có kết quả, điều này khiến Trần Thiên Hạo vô cùng tức giận. Một lũ phế vật, điều tra một người mà cũng khó như vậy, thì bọn họ còn làm được chuyện gì nữa? Trần Thiên Hạo sau khi biết không có kết quả gì, vẫn nộ đập vỡ đĩa hoa quả, tiếng loảng xoảng vang lên, gian phòng thành một mớ hỗn độn. Anh Hạo, em có một biện pháp, có thể nhanh chóng tìm được người đã hại chúng ta. Ánh mắt lão đinh chuyển động, đi tới trước mặt Trần Thiên Hạo, nở nụ cười su nịnh hạ giọng nói. Được, biện pháp gì, chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được đối phương, tôi sẽ có phần thưởng cho cậu. Trần Thiên Hạo hờ hững nhìn Lão Đinh một cái rồi bình thản nói. Hắn không cảm thấy Lão Đinh sẽ có ý kiến gì hay. mươi 584, giúp hắn nhớ lại một chút. À, à, anh Hạo, nếu đối phương dùng điện thoại liên lạc với anh, vậy thì anh có thể liên lạc lại, nói là có một chút chuyện, muốn gặp mặt cụ thể để trao đổi. Em nghĩ, nếu đối phương tìm được chúng ta, hơn nữa còn lôi cả danh tiếng của khổng thiếu ra ra vậy thì bọn họ chắc chắn là muốn gây sự với cửa hàng kia như vậy một khi được nghe mấy chuyện khác đối phương sẽ lộ diện thôi lão đinh tự tin nói hắn cũng vừa nghĩ ra cách này lúc đầu hắn cũng giống trần thiên hạo bị lửa giận che mắt nhưng bây giờ tỉnh táo lại lão đinh phát hiện ra được vấn đề nếu đối phương tìm được bọn hắn muốn đánh phá cửa hàng hơn nữa quan trọng nhất là biết cửa hàng kia được người có thực lực mạnh mẽ bảo vệ vậy thì đối phương nhất định rất tò mò và trông đợi vào kết quả bọn hắn hành động tối hôm qua mà bọn hắn có thể lợi dụng sự trông đợi này của đối phương dụ người đó xuất hiện chỉ cần đối phương lộ diện thì lão đinh tin rằng dựa vào thực lực của trần thiên hảo ở thành phố liễu đối phương sẽ không thể chạy thoát không sai đúng là như vậy tốt lắm lão đinh cậu được lắm chỉ cần đối phương xuất hiện đến lúc đó tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu trần thiên hạo vừa nghe thấy vậy hai mắt đã sáng rực lên cảm thấy cách làm này quả không tệ hắn không chút trần trừ vội tìm số điện thoại đối phương hôm qua gọi tới rồi gọi lại điện thoại dùng mấy hồi chuông vài lần trước đó cũng không có ai bắt máy điều này khiến sắc mặt lão đinh cứng đờ trong lòng bắt đầu lo lắng chẳng lẽ đối phương sớm có sự chuẩn bị số điện thoại sử dụng lúc trước không còn dùng nữa Đúng lúc đó, có người bắt máy, một giọng nam thô bạo trả lời, vang lên từ điện thoại di động. Đến rồi đây. Tinh thần lão Đinh hơi chấn động. Còn sắc mặt Trần Thiên Hạo tối sầm xuống, nhưng vì vẫn phải dụ đối phương lộ diện nên cố gắng kìm chế cơn giận của mình. Alo, tôi đây, hôm qua bọn tôi đã ra tay rồi, có vài chuyện anh có muốn biết không? Cái gì? Chuyện gì? Mau nói. Đối phương có vẻ rất nóng vội, vừa nghe đến có chuyện giọng điệu trở nên rồn rập hơn. Chuyện này không tiện trao đổi qua điện thoại, chúng ta gặp mặt trực tiếp nói đi. Dù sao quan hệ của chúng ta với khổng thiếu ra đều tốt, gặp mặt làm quen một chút, sau này ở thành phố Liễu không chừng còn cần giúp đỡ lẫn nhau, anh thấy sao? Trần Thiên Hạo thầm cười nhếch mép, còn bên ngoài thì giả bộ giọng điệu rất nhiệt tình. Không sai, quả thực là như vậy, vậy một tiếng sau, chúng ta sẽ gặp nhau trên phố đi bộ. Các anh đi thẳng đến Mỹ phẩm thành phố Liễu, tôi sẽ chờ các anh ở đó. Đối phương cười nói, giọng điệu cũng rất nhiệt tình, thể hiện rõ sự chú tâm tới lời đề nghị của Trần Thiên Hạo. Cúp điện thoại xong, ngay lập tức sắc mặt Trần Thiên Hạo u ám hơn, trong đáy mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Gọi các anh em, lần này, mang theo nhiều người một chút. Nếu bọn chúng dám hại chúng ta, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị chúng ta trả thù. Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Đinh Tuấn Phong vội vội vàng vàng đi tới mỹ phẩm thành phố Liễu, mở cửa bước vào trong. Lúc này tâm trạng hắn hết sức thoải mái. Hôm qua gọi điện thoại, hôm nay đã có tin tức hồi đáp, hơn nữa nghe giọng đối phương, giống như có vài chuyện đặc biệt muốn từ trao đổi với mình. Quan trọng nhất là, đối phương thể hiện rõ ý định muốn qua lại với nhau, tạo quan hệ thân thiết, sau này cùng giúp đỡ nhau ở thành phố Liễu. Đối với cách thuyết phục và đề nghị như vậy, Đinh Tuấn Phong dĩ nhiên sẽ không từ chối, mà hắn ta cũng không có lý do gì để từ chối. Hắn hẹn đối phương một tiếng nữa gặp nhau tại cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu. Đinh Tuấn Phong cảm thấy mình thân là chủ nhà, nên chủ động tới trước để chuẩn bị. Đinh Tuấn Phong mở cửa hàng bước vào, đúng lúc đó, trong cửa hàng đột nhiên mấy chục người lao ra, đồng loạt lao về hướng mỹ phẩm thành phố Liễu. Chỉ trong chớp mắt, Đinh Tuấn Phong không kịp phản ứng, đối phương đã vây lại xung quanh, ai nấy đều trợn mắt nhìn hắn, biểu hiện như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn các người là ai các người muốn làm gì sắc mặt đinh tuấn phong thay đổi hoàn toàn vội vàng quát hỏi bây giờ trong lòng hắn rất hoảng hốt căn bản cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra không hiểu mấy người này tại sao lại vây quanh hắn thậm chí nhìn hắn với ánh mắt hung dữ hận không thể ăn sống ngay lập tức đinh tuấn phong không nhớ mình đã đắc tội với ai ở thành phố liễu mà để đối phương huy động nhiều người tới báo thủ đến thế nếu như nói là hắn ta xích mích với người khác thì chỉ có diệp phương và cả chu dương thế nhưng đinh tuấn phong biết rõ diệp phương và chu dương sẽ không dùng thủ đoạn này để trả thù hắn nhưng trừ bọn họ ra thì còn ai vào đây chứ đinh tuấn phong kinh hãi run sợ đứng không vững lảo đảo về phía sau vài bước khó khăn lắm mới trụ chắc được bước chân à hôm qua là mày gọi điện cho tao đúng không đúng lúc đó một giọng điệu khàn đặc vang lên tim Đinh Tuấn Phong đập thình thịch, cảm giác giọng nói này hơi quen tai, hắn vội vàng nhìn sang. Dây tiếp theo, đám người vây quanh Đinh Tuấn Phong tản ra, nên lúc này, Đinh Tuấn Phong cũng nhìn rõ được đối phương là ai. Một người đàn ông trung niên, hơn nữa khuôn mặt đầy sự giận dữ, đang nhìn chằm chằm vào mình. Bị đối phương dán mắt nhìn như vậy, Đinh Tuấn Phong cảm giác bản thân như đang bị một con mãnh thú nhìn chòng chọc, khiến hắn rùng mình. Anh là ai? Tôi không hiểu anh nói gì. Đinh Tuấn Phong căn bản không biết suốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, giống như vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, nhận được cuộc điện thoại, vui vẻ đến Mỹ phẩm thành phố Liễu thì đột nhiên gặp phải những người này. Trong lúc mơ hồ, Đinh Tuấn Phong thấy đám người này cũng giống với đám người hôm qua hắn liên lạc. Thế nhưng, nửa giờ trước, không phải bọn họ hớn hở hứng khởi gọi điện cho hắn, nói muốn tự giải thích với hắn chút chuyện, để qua lại nhiều trở nên thân thiết hơn, sau này có chuyện gì tiện giúp đỡ lẫn nhau ư? tại sao lại thay đổi thành cục diện này vậy? À, nghe không hiểu, không sao, tao sẽ giúp mày, dẫn vào đây. Trần Thiên Hạo cười khẩy, rồi dậm chân bước thẳng vào cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu. Lão Đinh cũng dẫn người đưa Đinh Tuấn Phong vào, để vài người canh gác ở cửa, những người còn lại đứng ra xung quanh, phòng khi phát sinh vấn đề sẽ xông thẳng vào. Tại phòng làm việc tầng 2 ở Mỹ Phẩm thành phố Liễu. Trần Thiên Hạo ung dung ngồi ở vị trí của Vương Vĩ, vì Vương Vĩ là cổ đông lớn nhất nên vị trí chắc chắn là đẹp nhất. Lão Đinh, hãy giúp đỡ người anh em này nhớ lại chuyện hôm qua. Trần Thiên Hạo thản nhiên nói, ánh mắt hướng về phía Lão Đinh. Không thành vấn đề, ha ha. Lão Đinh hiểu ý, phủi tay áo, đi tới trước mặt Đinh Tuấn Phong, cười nhếch mép, sau đó thẳng tay tát một bà tai vào mặt Đinh Tuấn Phong. Bốp, âm thanh vang vọng, một dấu bàn tay đỏ tươi trong nháy mắt xuất hiện trên mặt Đinh Tuấn Phong còn Đinh Tuấn Phong thì bị lão Đinh tát cho một cái đến ngu người. chương 585, Bồi Thường Thằng mập chết tiệt, tốt nhất là mày nên thành thật mà khai ra, rốt cuộc là ai bảo mày gọi điện cho anh Hảo. Lão Đinh đưa tay ra dáng xuống một cái tát, lập tức nhận thấy cả bàn tay mình đều nóng rát, vậy thì có thể tưởng tượng được cảm giác của Đinh Tuấn Phong. Có điều Trần Thiên Hảo đã ra lệnh, vậy thì Lão Đinh đương nhiên sẽ dốc hết sức khiến cho tên mập chết tiệt này phải nói ra trong văn phòng làm việc không có bao nhiêu người. Ngoài Trần Thiên Hảo, Tiết Man Tử, Lão Đinh cùng Đinh Tuấn phong ra, cũng chỉ còn lại 5 tên đàn em. Một cái tát của Lão Đinh, lập tức khiến cho mấy tên đàn em run rẩy một trận. Quá tàn nhẫn, có thể không tàn nhẫn sao? Tạm không nhắc đến dấu tay đỏ hằn trên gương mặt mập mạp của Đinh Tuấn Phong, một cái tát vừa giáng xuống, lập tức đánh cho Đinh Tuấn Phong lùi về phía sau, cả người ngã nhào xuống đất. Phải biết rằng, Đinh Tuấn Phong ít nhất cũng phải nặng 100 cây di, vậy mà lại bị đánh thành như vậy. Đám đàn em không dám nghĩ nhiều, trong lòng không ngừng hoảng sợ. Ô, tôi thật sự không biết các anh đang nói gì. Vào lúc này, Đinh Tuấn Phong quả thật là vô cùng kinh hãi. Lúc nãy hắn cho rằng những người này có thể là người hôm qua mà hắn gọi điện, trong lòng tuy hơi lo lắng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao mọi người đều có quen biết với Khổng Huy, hẳn là sẽ không có chuyện gì nhưng bây giờ khi bị tát một cái đinh tuấn phong cảm thấy mặt của hắn xém chút nữa là bị đánh nát toàn thân trên dưới đều không nhịn được mà run rẩy hắn biết những người này không những có thể ra tay với hắn mà còn là xuống tay rất độc ác hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì cho dù là kẻ thù tìm đến cửa thì ít nhất cũng phải nói ra tên họ nhưng đám người này vừa đến không nói lời nào đã ra tay đánh người tuy rằng đinh tuấn phong ra thô thịt dày cũng chịu không nổi bị bọn họ đánh đấm. Nếu họ là những người mà hôm qua hắn liên hệ, vậy thì tại sao lại phải cư xử như vậy với hắn? Toàn thân Đinh Tuấn Phong run rẩy, cố hết sức chống đỡ quỷ dưới đất, cả gương mặt nước mắt lem nhem, trông vô cùng thê thảm. Tôi thật sự không biết các anh là ai, cho dù các anh muốn giết tôi, thì ít nhất cũng nói cho tôi biết tôi đã đắc tội với vị thần tiên nào. Vào lúc này hắn chỉ muốn biết rốt cuộc những người này là ai, cho dù có bị giết chết, thì cũng phải chết một cách rõ ràng không thể cứ mơ hồ như vậy được hừ con giả vờ không biết tao hỏi mày hôm qua có phải mày gọi điện tìm người giúp mày đi đập phá cửa hàng đối diện không lão đinh hung hăng hỏi lúc này đinh tuấn phong cũng đã nhớ ra hôm qua hắn thực sự có gọi một cuộc điện thoại như vậy nếu vậy thì đám người này nhất định là những người đó có điều nếu đã là họ thì tại sao lại phải ra tay đánh hắn Rõ ràng mọi người đều có quen biết với Khổng Huy, cho dù không thể nói là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng không đến mức ra tay với hắn như vậy. Trong nháy mắt, Đinh Tuấn Phong xém chút nữa lại bật khóc. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng oan ức, không hiểu chuyện gì, tự nhiên lại bị người ta hung hăng dậy dỗ một trận. Này, nhóc con, tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày khai ra là ai đứng sau ra lệnh cho mày gọi cho bọn tao đi đập phá cửa hàng đối diện. Chẳng lẽ mày không biết chỗ đó có cao thủ bảo vệ mà còn không nói cho bọn tao biết, khiến cho mấy người bọn tao phải chịu tổn thất lớn, món nợ này nhất định phải tính rõ với mày." Lão Đinh tức giận hét lên. Sự việc vừa xảy ra vào sáng sớm nay làm sao hắn có thể quên được. Mười mấy anh em của hắn bị đối phương bao vây, không chống đỡ nổi 5 phút. Ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải đối thủ của họ. Ở thành phố Liễu, người tài giỏi như vậy thật sự vô cùng ít. Vậy mà khi đó lại xuất hiện tới 10 người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không chỉ lão đinh không tin mà ngay cả Trần Thiên Hạo cũng sẽ ngờ vực. Khi Đinh Tuấn Phong nghe thấy lời lão đinh nói, lúc này hắn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đám người này ra tay đập phá bị người khác ngăn cản, lại không có năng lực đánh trả người ta, nên bây giờ đem hết sự tức giận đổ lên đầu hắn. Đinh Tuấn Phong thật sự khóc không ra nước mắt, thật đúng là tai bay vạ gió. Việc này có liên quan gì đến hắn chứ? Làm sao hắn biết được cửa hàng đối diện có cao thủ bảo vệ? Thật đoan quá, tôi hoàn toàn không biết việc này. Đinh Tuấn Phong vừa khóc vừa kể lại chuyện ngày hôm qua hắn nhận lệnh của Vương Vĩ nên mới gọi điện thoại cho bọn họ. Đợi đến khi Đinh Tuấn Phong nói rõ đầu đuôi sự việc thì lão Đinh mới nhìn Trần Thiên Hạo, đợi hắn đưa ra quyết định. Nói như vậy, tất cả những chuyện này đều là do Vương tổng của bọn mày ra lệnh đúng không? Trần Thiên Hạo suy nghĩ một lúc mới trầm giọng nói. Hắn cũng không ngờ, người đưa ra mệnh lệnh lại là xếp tổng của Mỹ phẩm thành phố Liễu, người này thật sự có quan hệ với Khổng Huy. Không những là quan hệ thân quen, mà còn có quan hệ hợp tác, bởi vậy trong tay Khổng Huy cũng có không ít cổ phần của Mỹ phẩm thành phố Liễu. Nói cách khác, Khổng Huy cũng là một trong những ông chủ của Mỹ phẩm thành phố Liễu. Sự việc lần này đúng là khá rắc rối. Do có dính dáng đến Khổng Huy, nên Trần Thiên Hảo hơi băn khoăn nhưng cho dù là như vậy thì hắn cũng sẽ không chịu để yên chuyện này không sai ông chủ của bọn họ thực sự là có quan hệ với khổng huy hắn cũng không tiện trở mặt với khổng huy đồng nghĩa với việc hắn cũng không thể đối phó với xếp tổng của bọn họ nhưng mà đòi một chút bồi thường cũng không có gì là quá đáng dù sao bọn hắn cũng đã nhận lời làm việc cho họ hôm qua có nhiều anh em bị thương như vậy ngay cả tiết man tử cũng không tránh khỏi chỉ cần họ đưa tiền bồi thường các loại phí như phí điều trị phí bồi dưỡng, phí làm việc, phí thiệt hại về mặt tinh thần, tổng cộng lấy 500.000 tệ cũng không phải là quá đáng. Không sai, là Vương tổng bảo tôi gọi điện cho các anh, số điện thoại cũng do Vương tổng đưa cho tôi. Đã chọn nói ra sự thật, Đinh Tuấn Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm mà khai ra hết. Ha ha, dù sao cũng là Vương tổng bảo anh liên hệ với chúng tôi, vậy tôi cũng không tính toán với anh nữa. Trần Thiên Hạo mỉm cười nói. Đinh Tuấn Phong vừa nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự lo lắng nếu những người này mà phát điên lên, thì không biết còn hành hạ hắn ra sao nữa. Lúc đó, cho dù bản thân không chết, thì cũng sẽ trở thành một người tàn phế. Đó là việc mà Đinh Tuấn Phong không thể nào chấp nhận được. Thật sao, đại ca, anh thật tốt quá, vương tổng của chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn các anh. Đinh Tuấn Phong vội vàng cảm ơn, xém chút là quỳ xuống dập đầu với họ. Không cần cảm ơn, Tuy là tôi sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho các anh, nhưng hôm qua anh em của tôi vì làm việc cho các anh mà bị thương không ít người, ngay cả người đứng bên cạnh tôi cũng chịu không ít tổn thương, các anh dù sao cũng phải có chút thành ý phải không?" Trần Thiên Hạo chỉ tay vào Tiết Man Tử đứng bên cạnh, bảo hắn để lộ ra vết thương trên người. "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, nhất định là phải có, tôi đưa các anh 100.000 tệ, xem như là phí chịu khổ của các anh em." Ninh Tuấn Phong lập tức tỏ rõ thành ý nếu như lúc này lộ ra một chút do dự, e là sẽ khiến đối phương không vừa lòng. Hắn cũng xem như là hiểu rõ điểm này. Dù sao 100.000 này cũng không phải một mình hắn bỏ ra, hơn hứa nếu như để hắn bỏ ra 100.000 tệ mà có thể tránh bị đánh một trận tàn nhẫn, vậy thì cũng đáng. 100.000 tệ, vẻ mặt Trần Thiên Hạo vừa rồi còn vui vẻ cười ha ha nhanh chóng trở nên u ám. mươi 586, chi nhánh thành phố Liễu tiếp tục khai trương mày cho rằng bọn tao đang xin tiền cơm sao, 100.000 tệ, mày muốn đuổi ai vậy? Trần Thiên Hạo dáng một cái tát lên mặt Đinh Tuấn Phong, âm thanh vang dội truyền khắp cả Mỹ phẩm thành phố Liễu. Đinh Tuấn Phong ngẩn ra. Hắn không hiểu. Bản thân đã đảm bảo sẽ đưa 100.000 tệ cho đối phương, vậy tại sao họ vẫn muốn đánh hắn? trăm 000 tệ, không thiếu một xu, anh em của bọn tao sẽ không chịu để yên chuyện này đâu. Trần Thiên Hạo xòe ra năm ngón tay, lạnh lùng nói, tuyệt đối không chừa lại cơ hội thương lượng nào cho đối phương. 500.000 tệ. Trong lòng Đinh Tuấn Phong hoảng hốt, đồng thời cũng cảm thấy đau xót. Hắn vốn cho rằng 100.000 tệ là đã đủ để giải quyết việc này, nhưng không ngờ lòng tham của bọn họ lại lớn như vậy, mở miệng ra là lập tức muốn 500.000 tệ. Phải biết rằng, lúc đầu khi chuẩn bị thành lập cửa hàng này, hắn cũng chỉ đóng góp khoảng từng này tiền. Được, tôi chấp nhận. Nhưng đã rơi vào tình cảnh bị ép buộc như thế này, Đinh Tuấn Phong không thể không chấp thuận, nếu không, lần sau không biết là ai sẽ ra tay đánh hắn. Dù sao, 500.000 tệ này, đến lúc đó để cho Vương Vĩ chi trả, nói cho cùng thì việc này ngay từ đầu là do Vương Vĩ gây ra. Hừ, bây giờ mới giống người nói chuyện này, lão Đinh đưa số tài khoản cho hắn. Trần Thiên Hạo lúc này mới gật đầu hài lòng, bảo lão Đinh chuẩn bị chuyển khoản. Họ không thể ở đây đợi đến lúc Vương Vĩ gì đó xuất hiện được, cho nên chỉ có thể để Đinh Tuấn Phong chuyển khoản cho họ. Chẳng mấy chốc, 500.000 tệ đã chuyển vào tài khoản. Lần này tao tha cho bọn mày, nếu lần sau còn dám làm vậy với bọn tao thì không chỉ dừng lại ở 500.000 tệ đâu." Trần Thiên Hạo chỉ vào mũi Đinh Tuấn Phong, đe dọa nói. Sau đó, đám người lần lượt rời khỏi mỹ phẩm thành phố Liễu. Họ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Suốt cả quá trình ép buộc Đinh Tuấn Phong chuyển 500.000 tệ, thời gian cũng không quá 10 phút. Đợi đến khi đám người Trần Thiên Hạo hoàn toàn rời khỏi Mỹ phẩm thành phố Liễu, Đinh Tuấn Phong tê liệt ngồi trong văn phòng làm việc, thật sự khóc không ra nước mắt. Bầu trời cũng dần dần sáng lên, cả con phố đi bộ cũng bắt đầu có sức sống trở lại. Đương nhiên, gần như không ai biết được, cách đây không lâu, Đinh Tuấn Phong của Mỹ phẩm thành phố Liễu bị người ta hung hăng dậy cho một bài học, còn bị ép phải chuyển khoản 500.000 tệ, mà cửa hàng mới khai trương đối diện mỹ phẩm thành phố Liễu cũng dần dần ồn ào náo nhiệt. Người ra vào tấp nập nườm nượp. Ngoài nhân viên cửa hàng ra còn có những khách hàng cũng đến từ rất sớm. Cửa hàng mới vẫn như cũ thuộc về chi nhánh của công ty danh dương, do đó lấy tên cũng là chi nhánh công ty danh dương ở thành phố Liễu. Vào lúc này, trong văn phòng làm việc tại tầng 2 của chi nhánh thành phố Liễu, mấy người Chu Dương cũng đến từ rất sớm. Chu Tổng, Tối qua đúng là có người chuẩn bị đập phá cửa hàng." Diệp Phương vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lúc này trong lòng cô căn bản không giống như vẻ bình thản trên gương mặt. Hôm nay cô đến đây từ rất sớm có thể xem như nhân viên đầu tiên đến cửa hàng, đồng thời cũng chào hỏi một lượt 10 người bảo vệ của Trương gia, còn phát lì xì cho họ. Khi đó, cô từ trong miệng của họ biết được, sáng sớm nay, có mười mấy người chuẩn bị đập phá cửa hàng, mà họ đã ra tay đuổi bọn người đó đi lúc nghe thấy sự việc diệp phương thật sự sợ hãi cô không ngờ sẽ có người nghĩ cách đối phó với cửa hàng mới hoặc là nói cô chưa từng nghĩ mọi việc xảy ra theo hướng này cho nên trong quá trình chuẩn bị khai trương diệp phương không sắp xếp người bảo vệ cửa hàng nếu như không phải chu dương cố ý mượn mấy người bảo vệ từ trương ra để họ tạm thời bảo vệ cửa hàng mấy ngày chỉ sợ là nơi này đã bị người khác phá nát một khi cửa hàng bị đập phá vậy thì việc khai trương vào hôm nay đương nhiên là không thể tổ chức mọi thứ do cô và chu dương chuẩn bị cũng đều trở thành vô ích chỉ trong chớp mắt sống lưng diệp phương đã đổ mồ hôi lạnh may mắn cho cô khi ban đầu cả cô và thẩm bích quân đều cảm thấy không hiểu được cách làm của chu dương còn cho rằng anh đang làm việc dư thừa nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải là làm chuyện dư thừa mà là lo trước tính sau phòng ngừa chu đáo diệp phương nhìn chu dương tỏ vẻ rất biết ơn Cửa hàng mới này có thể không có gì quan trọng với Chu Dương, nhưng nó lại là thứ không thể đánh mất đối với cô. Một khi thất bại, vậy thì cô chỉ có thể trở về Đông Hải, sau này khi gặp Vương Vĩ ở đó, cô cũng không thể ngẩng mặt lên được. Đúng vậy, chẳng phải bây giờ cửa hàng vẫn tốt sao? Chu Dương bình thản cười nói, việc này không đáng để anh chú ý đến. Có người người bảo vệ của Trương gia, lại thêm Trương Phong Minh có thực lực vô cùng mạnh ở đây người bình thường căn bản không thể phá hoại cửa hàng được. Mà người có sức mạnh vượt qua được Trương Phong Minh thì sẽ không làm ra hành động hèn hạ như vậy, bởi suy cho cùng cũng không chiếm được lợi ích gì. Chu Dương, vẫn là anh phòng ngừa chu đáo, trước đây tôi còn không hiểu được, bây giờ thật sự là phục anh rồi. Diệp Phương bất đắc dĩ mỉm cười, nhận thấy sự bình thản trong giọng nói của Chu Dương. Cho thấy sự việc lần này căn bản không nằm ngoài suy nghĩ của anh bởi vì đã loại trừ hết tất cả những tai họa ngầm có thể xảy ra cho nên thật sự không cần lo lắng mà bây giờ cửa hàng mới hoàn toàn không tổn hại gì cả đây là minh chứng tốt nhất được rồi không cần để ý những việc này nhanh đi chuẩn bị kỹ lại buổi lễ khai trương sắp bắt đầu rồi chu dương cười khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai diệp phương diệp phương đương nhiên cũng không phải là người do dự trần trừ cô rất nhanh đã ổn định được tâm trạng bắt đầu chỉ huy đâu vào đấy Buổi lễ khai trương lần này đương nhiên là không sôi nổi bằng lễ khai trương trước đây của mỹ phẩm thành phố Liễu. Trước khi khai trương không có quảng cáo tuyên truyền, cũng không có nhóm nhạc thần tượng Rocket Girl biểu diễn, lần này Chu Dương cũng không để cho Giang Yến đứng trên sân khấu. Có thể nói, lần khai trương này của cửa hàng trải qua êm đềm giống như lễ khai trương của một cửa hàng bình thường, nghiêm túc đúng quy chuẩn. Nhưng 10 giờ sáng, khi hai người Trương Anh và Trương Kiệt của Trương gia xuất hiện ở cửa hàng mới, thì trong lòng của mọi người cũng bắt đầu hoảng sợ. Cửa hàng mới này rốt cuộc do ai đứng đầu, Trương gia không những cho người đến, mà người đó còn là bố con Trương Anh và Trương Kiệt. Suy cho cùng, sau một khoảng thời gian, tuy người ngoài không biết những việc xảy ra trước đây của Trương gia, nhưng thời gian dài như vậy không nhìn thấy bố con Trương Luân và Trương Đào, mà phần lớn công việc trong Trương gia đều do hai bố con Trương Anh giải quyết. Chỉ cần là người biết quan sát đương nhiên là đoán ra được không ít chuyện. Trương Luân và Trương Đào rất có thể đã bị Trương Thái Viêm lão ra đối xử lạnh nhạt. Bây giờ bố con Trương Anh lại trở thành người thích hợp nhất cho vị trí gia chủ kế nhiệm tiếp theo của Trương gia. Có thể nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì gia chủ kế nhiệm tiếp theo chính là Trương Anh. Cho nên, khi nhận ra Trương Anh xuất hiện ở chi nhánh thành phố Liễu, mọi người mới hoảng sợ như vậy. Mà truyền thông có được tin tức cũng nhanh chóng chạy đến chưa nói đến sức ảnh hưởng của Trương gia đối với ngành sản xuất truyền thông ở tỉnh Tương Tây, chỉ cần là người Trương gia đến tham dự lễ khai trương cửa một cửa hàng, việc này truyền ra ngoài cũng đủ để thu hút sự chú ý của không ít người, do đó đám người trong ngành truyền thông không ngừng ồ ạt đổ về cửa hàng mới. Chương 587, chuyển biến 1. Ngoài Trương gia, còn có Chu Dương và người liên quan đến công ty Danh Dương tham gia thực hiện nghi thức khai trương cơ bản. Còn mấy người Vương Đại Lục Chu Hạo, dĩ nhiên là cùng nhau đến xem, dù sao trước khi sang năm mới, cửa hàng chi nhánh của riêng mỗi người bọn họ cũng sẽ chính thức khai trương. Tuy cửa hàng mới không có hoạt động tuyên truyền gì, nhưng vì mới mở cửa, dĩ nhiên sẽ thu hút một số khách hàng có tâm lý tò mò đến xem. Sau đó, khi khách hàng nhìn thấy những mỹ phẩm bán trong cửa hàng đa phần đều là sản phẩm của công ty Danh Dương, lập tức ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy gì thế này? Những thứ này đều là sản phẩm của công ty Danh Dương, không phải nói không bán nữa sao? Mau lên, cơ hội chỉ có một lần, nhất định đừng nói cho bên ngoài, đoán xem tôi đã nhìn thấy gì này. Lúc đầu chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng, cộng lại với nhau, một buổi sáng cũng chỉ không quá 10 người. Số lượng khách như vậy, so với mỹ phẩm thành phố Liễu ở đối diện có thể gọi là vô cùng thê thảm. Văn phòng tầng 2 của mỹ phẩm thành phố Liễu. Sắc mặt Vương Vĩ vô cùng u ám. Vừa nãy sau khi Đinh Tuấn Phong kể sự việc bị đánh với ông ta, cho tới bây giờ ông ta vẫn chưa nói câu nào, mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cửa hàng mới ở đối diện. Dĩ nhiên Vương Vĩ đã thấy Chu Dương, cũng thấy Thẩm Bích Quân, Diệp Phương và không ít người trước đây từ Đông Hải cùng nhau đến Tương Tây, còn cả bố con Trương Anh cũng rơi vào tầm mắt Vương Vĩ. Đây là 500.000 tệ. Vương Vĩ đột nhiên lấy ra một cái thẻ ngân hàng, bên trong có 500.000 tệ. Cái này coi như là đền bù tổn thất cho Đinh Tuấn Phong. Suy cho cùng, số tiền 500.000 tệ chuyển khoản cho đám người Trần Thiên Hạo là bản thân Đinh Tuấn Phong đã lấy tiền túi ra ứng trước. Vương Vĩ cũng biết, 500.000 tệ này vốn dĩ là do mình lấy ra để bồi thường cho đối phương. Nhìn thấy sắc mặt Vương Vĩ không tốt, mà bọn họ cũng đã nghe lời Đinh Tuấn Phong nói vừa nãy, các cộng sự ai cũng trầm mặc. Ha ha, Vương tổng, anh không cần phải tức giận như vậy cho dù những người đó không phá hoại được cửa hàng đối diện, nhưng anh xem đi, đã một buổi sáng trôi qua rồi, khách của cửa hàng bọn họ cộng lại còn chưa đến 100 người, còn không nhiều bằng một phần tư cửa hàng chúng ta. Đúng vậy, như vậy cho dù bọn họ khai trương thành công thì cũng không tính là gì, căn bản không thể so được với cửa hàng chúng ta. Ha ha, bọn họ lại mở ra một cửa hàng như vậy, căn bản là không bù được tổn thất. Mấy người cộng sự cũng không ngừng phụ họa theo, để tâm trạng mọi người tốt lên. Vương Vĩ vẫn đứng quan sát cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, biểu cảm u ám trên mặt cũng dần dần ôn hòa lại. Đến buổi trưa, trên mặt Vương Vĩ không nhìn thấy một chút biểu cảm u ám nào nữa, ngược lại còn hơi nhếch miệng, trông có vẻ như đang cười thầm. Chi nhánh thành phố Liễu hôm nay mới là ngày đầu khai trương, theo lý mà nói phải đầy khách, nhưng đã qua một buổi sáng rồi, người vào trong cửa hàng còn chưa đến 100. Còn về mua đồ, cũng chỉ có 7-8 phần tình hình như vậy khiến Vương Vĩ cảm thấy hết sức vui mừng, trong lòng vô cùng đắc ý. Không phải các người muốn mở cửa hàng mới ở đối diện với mỹ phẩm thành phố liễu của tôi sao, không phải muốn cạnh tranh với tôi sao? Hừ, đây chính là kết quả mà các người làm ra à? Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Vương Vĩ chỉ cảm thấy khoan khoái trong lòng, những bực dọc và căm hận che giấu bấy lâu nay, bây giờ mới bắt đầu chút ra hết. Hừ, còn thật sự cho rằng mở một cửa hàng chi nhánh mới lần nữa là có thể đánh bại chúng tôi đúng là ngông cuồng vương vĩ lạnh lùng hừ một tiếng rồi chuyển tầm nhìn sang hướng khác ông ta cảm thấy chi nhánh cửa hàng mới chẳng là cái thá gì nó đã không còn khả năng uy hiếp tới ông ta và mỹ phẩm thành phố liễu sự chú ý của ông ta cũng từ cửa hàng mới mở đối diện rời đi chỗ khác tuy nhiên đến buổi chiều khách ở chi nhánh cửa hàng thành phố liễu đột nhiên nhiều lên hơn nữa hầu như đều là từng đoàn khoảng 2, 3 người đến. Mau lên, tôi mới thấy tin tức trên mạng xã hội, không ngờ chi nhánh công ty danh dương lại khai trương lần nữa, tốt quá rồi. Lần này nhất định phải mua nhiều một chút, để phòng chi nhánh này lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không có gì để mua nữa. Đúng thế, vậy thì mua số lượng dùng cho một năm đi, có lẽ không tính là nhiều nhỉ. Sau đó, khoảng 2 giờ chiều, chi nhánh cửa hàng mới lại nghênh đón một lượng khách đông nghịt. Rocket đang quay bua, có lẽ chính là cửa hàng này rồi. Đội quân Rocket ra trận, đánh tan không còn một ngọn cỏ. Mọi người có thể mua bao nhiêu thì mua đi. Đến lúc đó mọi người dùng hóa đơn vào trong nhóm lấy điểm tích lũy. Chọn vẹn một buổi chiều, khách trong chi nhánh cửa hàng mới mở thật sự núi liền không dứt. Bên này mới tính tiền để một khách ra về lại lập tức đi vào hai vị khách nữa. Niềm vui mừng và ngạc nhiên này khiến Diệp Phương trở tay không kịp. Tuy trước đây cô từng nghĩ việc làm ăn của chi nhánh mới sẽ rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức sôi động như vậy. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Weibo Rocket Girl, cửa hàng lại đón tiếp thêm lượt khách trẻ, khiến cửa hàng chen chúc đông nghịt. Chu Tổng, tiếp tục với mức độ phát triển như vậy, số lượng buôn bán được của một ngày hôm nay chắc sẽ vô cùng khả quan. Diệp Phượng Hưng Phấn nói, không thể chờ đợi được muốn chia sẻ tin tức tốt này với Chu Dương. Khi nghi thức khai trương buổi sáng kết thúc, mọi người đã cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó nhóm người Chu Dương trở về, có lẽ bây giờ đã đến trường xa. Diệp Phương cảm thấy, việc nhóm nhạc Rocket Girl đăng bài trên Weibo, e rằng cũng không nằm ngoài sự trợ giúp của Chu Dương. Có thể nói, cửa hàng chi nhánh khách hàng đông đúc sôi động đến mức này, cũng là sự trợ giúp của Chu Dương. Ừ, tôi biết rồi, tiếp theo cô cứ kinh doanh thật tốt đi, lần này chúng tôi sẽ không cử người đến cửa hàng nữa, cô hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ năng lực của cô, còn đám vương vĩ mà có thủ đoạn không quang minh chính đại gì thì cứ giao cho tôi là được. Chu Dương bình thản nói, dĩ nhiên không hề kinh ngạc khi nghe tin tức tốt Diệp Phương đã báo cáo. Dù sao, thương hiệu công ty danh Dương cũng đã có danh tiếng từ lâu, cho dù trước đó không có hoạt động tuyên truyền nhưng một khi đã khai trương, có một khách thì sẽ có hai khách, cũng sẽ có ngày càng nhiều khách đến hơn. Weibo tuyên truyền của Rocket Girl chẳng qua chỉ là một chất xúc tác khiến nhiều người biết đến mà thôi. Bắt đầu từ ngày mai, kênh tuyên truyền trương gia kiểm soát cũng sẽ tuyên truyền cho việc khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, đảm bảo toàn bộ người của thành phố Liễu đều biết. Âm, um, ai có thể nói cho tôi biết đây là tình trạng gì không? Văn phòng tầng 2 của Mỹ phẩm thành phố Liễu, Vương Vĩ hung hăng đập phá cái gà tàn thuốc, sắc mặt khó chịu cực điểm. Ông ta không ngờ chỉ trong một buổi chiều, bản thân ra ngoài ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, tình tình đã xảy ra thay đổi đột phá như vậy buổi sáng, chi nhánh cửa hàng thành phố Liễu vẫn rất ít khách ra vào, một buổi sáng chưa tới trăm người. Ông ta chỉ tranh thủ giờ chưa nghỉ ngơi một lát, chi nhánh cửa hàng thành phố Liễu đã sôi nổi đến như vậy. Khách hàng không chỉ nối liền không dứt mà xếp hàng cũng đã xếp đến ngoài đường lớn ở trước cửa hàng. Hơn nữa còn nối dài qua tận cửa hàng đối diện của ông ta. chương 588, chuyển biến. 2. Ngược lại vào buổi sáng, vẫn có rất nhiều khách hàng đến mỹ phẩm thành phố Liễu của họ, gấp 4-5 lần chi nhánh thành phố Liễu. Nhưng bây giờ, trong cửa hàng chỉ có lác đác một vài khách hàng. Với sự thay đổi này, Vương Vĩ đã tức giận đến mức gần như muốn đánh người. Với vẻ mặt tức giận, ông ta soi xét mọi người một lượt, ngoại trừ một vài đối tác sắc mặt không được tốt ra, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Vương Vĩ. Lần này Vương Vĩ đã gọi tất cả nhân viên lên văn phòng ở tầng 2. Với tình hình như vậy, ông ta phải có được một lời giải thích hợp lý. Sao lại không ai nói gì thế? Ai có thể nói cho tôi biết tại sao một buổi trưa lại trở nên như thế này? Thấy không ai nói gì, sắc mặt Vương Vĩ lại càng trở nên u ám. Vương Tổng, tôi vừa thấy, chính là rocket cơ tuyên truyền trên. bua! Lúc này, một giọng nói nhỏ vang lên. bua gì? Vương Vĩ lạnh lùng nói. Chính là cái này. Một nhân viên bước ra ngoài, mở điện thoại ra, tìm Weibo của Rocket Girl đưa cho Vương Vĩ xem. Trên Weibo, đó thực sự là Weibo được Rocket Girl đăng ngay. Trước buổi trưa, và đoạn Weibo đó đích thực là đang tuyên truyền cho chi nhánh thành phố Liễu, hàng trăm nghìn người đã trả lời ở các bình luận bên dưới. Bội vô cớ. Nhìn đến đây, Vương Vĩ cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bực. Rocket Girl lúc này ông ta chỉ nhớ rằng Chu Dương có quan hệ rất tốt với. Chi nhánh mới khai trương, cho dù Rocket Girl không thể tới biểu. Diễn, nhưng Chu Dương yêu cầu bọn họ đăng lên Weibo quảng cáo vẫn rất đơn giản. Hơn nữa, thương hiệu công ty danh Dương ở tương Tây vô cùng nổi tiếng. Trước đây khi cửa hàng của họ mới mở, lúc Rocket Girl đến biểu diễn, họ đã sử dụng thương hiệu các chi nhánh của công ty danh Dương. Vương Vĩ cảm thấy bất lực, ngồi bần thần trên ghế trong đầu nghĩ mãi biện pháp đối phó nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không ổn nếu họ không có bất kỳ hành động nào thì một khi chi nhánh thành phố liễu lớn hơn thì mỹ phẩm thành phố liễu của họ sẽ không còn chỗ để tồn tại rất rõ ràng sẽ bị đối phương trực tiếp ép cho buộc phải đóng cửa dù sao thì việc như thế này mới xảy ra cách đây không lâu trước đây có một cửa hàng mỹ phẩm ngay đối diện chẳng phải là bởi vì mỹ phẩm thành phố Liễu làm ăn ngày càng tốt, chỉ sau vỏn vẹn nửa tháng, bên kia đã không chống đỡ được liền lựa chọn việc đóng cửa. Vương Vĩ không muốn mỹ phẩm thành phố Liễu đi theo vết xe đổ của người khác. Vương Tổng, chúng ta phải làm gì đây? Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu nữa, và sợ là những người trên bơ cũng sẽ có ý kiến. Đinh Tuấn Phong lúc này cũng trầm giọng nói với vai trò là quân sư quạt mo ngày hôm qua từ sau khi tìm người phá cửa hàng của đối phương thất bại có thể nói là hắn đã đánh mất cơ hội tốt nhất của mình hiện tại đối phương đã bắt đầu hành động nếu muốn ngăn cản họ lần nữa chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ cao nếu không vương tổng anh lại đến tìm khổng thiếu ra nghĩ cách xem sao đinh tuấn phong không thể làm gì hơn được hắn biết rằng mỗi lần nhờ khổng huy giúp đỡ họ sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ và cái giá này chính là cổ phần của mỹ phẩm thành phố Liễu. Đến thời điểm hiện tại, số cổ phần trong tay họ đã không còn. Nhiều và Đinh Tuấn Phong, với tư cách là cổ đông lớn thứ hai, số cổ phần trong tay thậm chí còn chưa đến 10%. Phải đó, Vương Tổng, bây giờ chỉ có thể nhờ khổng thiếu ra giúp đỡ rồi. Nếu không đợi đến khi họ lớn mạnh hơn, phía chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Đúng vậy, xét cho cùng thì perlai vẫn không được ưa chuộng bằng hai loại sản phẩm của công ty danh dương một vài đối tác khác cũng không ngừng thuyết phục thẩm hải không nói gì ngay lúc này tâm trạng của hắn rất phức tạp hắn không ngờ rằng diệp phương không chỉ ngóc đầu trở lại một cách mạnh mẽ mà còn khiến cho chi nhánh mới mở ấn tượng hơn đây mới là ngày đầu tiên khai trương chi nhánh mới đã khiến những người như họ như đang phải đối mặt với kẻ thù rất mạnh thậm chí không thể không tìm đến Khổng Huy để được giúp đỡ mới có thể có cách đối phó. Một chút hối hận lặng lẽ tràn ngập trong lòng Thẩm Hải, lần này Thẩm Hải có cảm giác một số lựa chọn trước đây của mình có thể là sai lầm. Tuy nhiên, hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như đã lựa chọn sát cánh cùng với đám người Vương Vĩ, vậy thì lúc này hắn chắc chắn không còn đường lui. Hắn chỉ có thể lựa chọn cách kiên trì đến cùng. "Đừng vội, để mấy ngày nữa xem sao, nói không chừng hôm nay chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi." Nhưng Vương Vĩ vẫn không muốn tìm Khổng Huy, ông ta vẫn muốn níu kéo thêm một thời gian. Mấy ngày nay, chúng ta lại phải rút lui khỏi các hoạt động thúc đẩy kinh doanh. Mọi người có thể tăng cường hoạt động lên một chút, việc này tiết kiệm chi phí hơn so với việc dâng cổ phần cho Khổng thiếu gia. Tôi không tin có món hời lớn như vậy mà những người đó lại không lấy. Và trong vài ngày tiếp theo đó, mỹ phẩm thành phố Liễu Quả thực đã đưa ra một thời kỳ hoạt động thúc đẩy kinh doanh mới, hoạt động còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có thể nói, nếu theo như giới thiệu về hoạt động thúc đẩy kinh doanh của mỹ phẩm thành phố Liễu, khách hàng chỉ cần mua 3 bộ sản phẩm Perlai là có thể nhận được hai bộ quà tặng Perlai. Nói cách khác, chỉ cần bỏ ra số tiền mua 3 bộ sản phẩm là có thể mua được 5 bộ sản phẩm. Những nỗ lực thúc đẩy kinh doanh như vậy trước đây chưa từng có. Vì vậy, điều này nhất thời cũng thu hút được nhiều khách hàng đến mua sản phẩm. Nhưng dù vậy, tình hình của mỹ phẩm thành phố Liễu cũng ngày càng trở nên tồi tệ sau khi khách hàng mua một lần đã có được 5 bộ sản phẩm nên thậm chí trong thời gian lâu hơn nữa họ sẽ không quay lại để mua. So với các sản phẩm của công ty danh dương ở cửa hàng đối diện, mức độ mong muốn của khách hàng đối với Perlai vẫn có phần nhỏ hơn. Do đó, so với tình hình mỹ phẩm thành phố Liễu đang rơi vào tình cảnh dần dần xuống dốc, tình hình ở chi nhánh thành phố Liễu hoàn toàn ngược lại. Nhân dịp ngày khai trương rầm rộ, cùng với việc quảng bá của Rocket Girl trên Weibo, Trương gia cũng tận dụng các kênh tuyên truyền đang nắm giữ trong tay để quảng bá tuyên truyền toàn diện ở một số thành phố lân cận xung quanh thành phố Liễu. Có thể nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, việc tuyên truyền ra bên ngoài đã tuyên truyền một lượt cho việc khai trương chi nhánh thành phố Liễu cùng với phần dư thừa mà trước đây chưa làm. Trong một thời gian ngắn, chi nhánh thành phố Liễu mở cửa trở. Lại, ngay lập tức gây ra một làn sóng chú ý và theo đuổi trào lưu ở thành phố Liễu và ở một số thành phố lân cận. Chu Tổng, thẩm tổng hiện tại bên chỗ chi nhánh đã đi vào chính thức diệp phương nói với một nụ cười vây quanh cô là đám người vương đại lục chu hạo mấy ngày nay họ gần như ở lại chi nhánh thành phố liễu và bận rộn cùng với diệp phương bất kể là thứ gì dù lớn hay nhỏ họ gần như đều đã nếm trải hết một lượt diệp phương từng khuyên họ kêu họ không cần phải làm thế nhưng theo như cách nói của vương đại lục chu hạo và những người khác họ như thế này là đang lấy kinh nghiệm trong số rất nhiều người, chỉ có Diệp Phương là có kinh nghiệm làm việc ở hai chi nhánh cùng một lúc. Mặc dù chi nhánh thành phố Liễu trước đây hơi không ổn, nhưng Diệp Phương, với tư cách là người quản lý duy nhất của chi nhánh thành phố Liễu mới mở này, đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn. Và trong những ngày vừa qua, họ quả thực đã học hỏi được rất nhiều điều, điều này cũng sẽ đóng vai trò rất lớn đối với hoạt động chi nhánh của riêng họ sau này sau khi khai trương. Chương 589, Quyết định của Vương Vĩ đây là điều nên làm, làm nhiều như vậy rồi, nếu như vẫn không được, vậy cửa hàng thành phố Liễu thật sự không cần thiết để tồn tại." Chu Dương cười nói, "Mấy ngày nay, anh vừa quan tâm tình hình của cửa hàng thành phố Liễu, vừa xét duyệt bản kế hoạch chuẩn bị thành lập cửa hàng mới do một số người trình lên. Trong nhóm cửa hàng đầu tiên, trải qua bao nhiêu khó khăn, chi nhánh thành phố Liễu một lần nữa khai trương thành công. Không bao lâu, chi nhánh của nhóm người Vương Đại Lục, Chu Hạo cũng sắp khai trương rồi. Có thể nói, nhóm người người đầu tiên đã khai trương chi nhánh thành công tại tỉnh Tương Tây. Hiện giờ Chu Dương đang xét duyệt bản kế hoạch và đơn xin chuẩn bị thành lập nhóm cửa hàng thứ hai. Cô chỉ cần tiến hành theo từng bước, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố, còn bây giờ, sắp đến lúc cho Vương Vĩ một đòn cuối cùng. Chu Dương cười nói, nhóm người Diệp Phương bên cạnh đang nhìn nhau, đều thấy nét vui mừng từ đáy mắt của đối phương sự phản bội của Vương Vĩ gây áp lực rất lớn cho mọi người. Bây giờ nghe Chu Dương nói như vậy, rõ ràng đang chuẩn bị trả đòn rồi. Mà dựa vào thành tích trước đây của Chu Dương, bất luận ở Đông Hải hay ở tỉnh Tương Tây đều chưa từng thất bại. Cho nên lần này, mọi người cho rằng Chu Dương sẽ không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể khiến Vương Vĩ thất bại thảm hại. Mấy ngày hôm nay, nhân viên của Mỹ Phẩm thành phố Liễu thật sự trải qua cảm giác đứng giữa thung lũng và đỉnh núi cao. Còn bây giờ, bọn họ như đang ở trong thung lũng, một khi không cẩn thận, có thể vĩnh viễn không trèo lên được đỉnh núi. Trong cửa hàng, khách hàng mấy ngày này càng ngày càng ít, chỉ lác đác vài bóng người. Lúc cửa hàng thành phố Liễu khai trương, bọn họ vẫn chê cười phía đối diện, một buổi sáng chẳng qua chỉ có chưa đầy 100 khách hàng. Nhưng mới vài ngày trôi qua, trong cả một ngày Mỹ phẩm thành phố Liễu cũng chỉ khoảng 100 khách. Hơn nữa, nhóm khách hàng này nhắm vào hoạt động khuyến mãi mới đến. Một khi hoạt động khuyến mãi kết thúc, sợ rằng đến một nửa, khoảng 50 người cũng không có. Mà hoạt động khuyến mãi này không thể luôn tồn tại. Phải biết rằng, chỉ riêng hoạt động khuyến mãi này, mấy ngày sau đó bọn họ đã tổn thất gần 100.000 tệ. Điều này đối với mỹ phẩm thành phố Liễu mà nói, tuy rằng không thể gọi là thất bại thảm hại, nhưng tuyệt đối sẽ mất nhiều sinh lực. Sự nhiệt tình của nhân viên trong cửa hàng cũng vì thế mà giảm sút. Không có khách hàng thì bán không được sản phẩm bọn họ lại không có hoa hồng tiền lương sẽ không cao không có tinh thần hăng hái làm việc vòng tuần hoàn ác tính này sẽ không được cải thiện cho đến khi những vấn đề khó khăn mà mỹ phẩm thành phố liễu gặp phải được giải quyết vương tổng không thể cứ tiếp tục như vậy nếu không tìm không thiếu ra cửa hàng của chúng ta e rằng thật sự sẽ không thể duy trì được đúng vậy vương tổng đến lúc anh đưa ra quyết định rồi bất luận thế nào chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ anh Vương Tổng, anh nói gì đó, bày tỏ ý kiến của anh đi. Mấy người cộng sự không ngừng thuyết phục Vương Vĩ. Ngay cả Thẩm Hải cũng đưa ra lời khuyên nhủ. Dù sao, tình hình trước mắt thật sự khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Dường như chỉ cần chậm một bước, mỹ phẩm thành phố Liễu sẽ chống đỡ không nổi, đóng cửa vỡ nợ. Các anh biết, lần này, nếu tôi tìm khổng thiếu ra, phải trả giá ra sao không? Vương Vĩ trầm giọng nói, sắc mặt đầy mệt mỏi. Trước ngày hôm nay, đặc biệt sau khi nhận được sự cam đoan, trước mặt của Khổng Huy và Giang Phong, Vương Vĩ cho rằng Khổng Huy sẽ không bỏ rơi mình, chỉ cần mình mở lời, Khổng Huy sẽ đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Vương Vĩ đã hiểu rõ. Trước đây ông ta cho rằng cần có điều kiện tiền đề, vậy thì bọn họ có thể chèn ép Chu Dương, ít nhất hai bên phải cạnh tranh bình đẳng, cứ như thế, Khổng Huy mới có thể giúp một tay vì lợi ích của bản thân hắn. Tuy nhiên lúc này Mới có mấy ngày, mỹ phẩm thành phố Liễu lần nào cũng thua thê thảm, vốn dĩ không chịu nổi một đòn đả kích. Dưới tình hình như vậy, Khổng Huy căn bản không đưa tay ra giúp đỡ một cửa hàng không có thành tựu. Đây là điều mà ngày hôm qua Vương Vĩ mới nghĩ đến. Cũng vì nghĩ đến điều này mà cả đêm qua Vương Vĩ không ngủ ngon, hiện giờ tinh thần rất mệt mỏi. Vương tổng, bây giờ đến thời điểm này rồi, còn quan tâm giá cả sao? Cho dù trực tiếp đem cửa hàng giao cho Khổng thiếu gia, cũng không thể để chu dương bọn họ đắc ý như vậy đinh tuấn phong nói một cách hung dữ trong số các đối tác ngồi đây hắn cảm thấy bản thân thảm hại nhất không chỉ cổ phần trong tay càng ngày càng giảm đầu tư trước đây sắp thu hẹp lại mà bản thân còn bị đánh một trận toàn bộ những chuyện này đều khiến hắn càng thêm căm hận đám người chu dương chỉ cần có thể khiến đám người chu dương không vui đối với đinh tuấn phong mà nói chính là niềm vui lớn nhất không sai, Đinh Tổng nói đúng, Vương Tổng, lúc này, còn quan tâm nhiều làm gì, nếu không tìm khổng thiếu ra giúp đỡ, sợ rằng chúng ta không chống đỡ thời gian dài được đâu. Thay vì để cửa hàng đóng cửa, chỉ bằng tặng cho khổng thiếu ra để tham gia vào trận chiến cuối cùng. Được, bây giờ tôi đi tìm khổng thiếu ra. Vương Vĩ trở nên hung dữ, đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, nhìn mọi người rồi trực tiếp đi tìm khổng huy. Chỉ là, Lần này Vương Vĩ tốn rất nhiều công sức mới có thể gặp được Khổng Huy. So với những lần trước đây, lần này Vương Vĩ có thể cảm nhận rõ, lúc Khổng Huy nhìn mình, rõ ràng có phần không thoải mái. Mà hậu quả này chính là việc Vương Vĩ bị Khổng Huy đối xử lạnh nhạt trong hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng sau, Khổng Huy mới nhìn sang Vương Vĩ. Thật vô dụng, giúp đỡ các người nhiều như vậy, mà giờ còn rơi vào bước đường này, các người có tác dụng gì nữa chứ? giọng điệu khổng huy lộ rõ ý coi thường chỉ tùy ý liếc nhìn vương vĩ một cái rồi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác hắn vốn dĩ không nhìn thẳng vào vương vĩ lần cuối cùng khổng thiếu ra lần này hy vọng anh có thể giúp chúng tôi một giận dạ, vương vĩ bị khổng huy coi thường như vậy cũng không dám tức chưa nói đến việc tranh lệch địa vị giữa hai bên mà những gì khổng huy vừa nói thật ra cũng là sự thật vương vĩ tìm không ra lý do để phản bác nhưng lần này, ông ta đến tìm Khổng Huy giúp đỡ, vậy thì nhất định phải nhượng bộ. Giúp các người lần cuối cùng, anh coi tôi là gì, tôi dựa vào cái. Gì phải giúp anh, giúp các người có lợi ích gì. Khổng Huy chế nhạo một tiếng. Khổng thiếu ra, chỉ cần anh giúp cho chúng tôi một lần cuối cùng, tôi sẽ tặng toàn bộ cổ phần của cửa hàng cho anh. Vương Vĩ nói xong, nhanh chóng lấy giấy chuyển nhượng cổ phần từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Khổng Huy. Lúc này, lại làm cho khổng huy hơi bất ngờ hắn không ngờ rằng vương vĩ muốn có được sự giúp đỡ của mình lại cam tâm đem toàn bộ cổ phần của cửa hàng dâng lên cho hắn nếu như vậy cửa hàng này cũng không có quan hệ gì với bọn họ nữa vậy ông ta tới đây cầu cứu rốt cuộc là vì cái gì anh nghĩ kỹ chưa khổng huy nhẹ nhàng nói hắn không quá hứng thú với lý do vương vĩ làm như vậy điều khiến hắn thật sự quan tâm là cửa hàng theo mô hình công ty danh dương rốt cuộc có ma lực như thế nào dù sao, công việc kinh doanh mỹ phẩm thành phố Liễu trước đây cũng không tệ, kinh doanh bùng nổ chỉ trong vòng một tuần. Điều này rất khó thấy trong số các chi nhánh khác. Hơn nữa, cửa hàng có tình hình kinh doanh tốt như vậy, toàn bộ đều là công ty lớn, các thương hiệu lớn nổi tiếng trên toàn quốc. Một chi nhánh nhỏ bé, lại có năng lực và ma lực lớn như vậy. Đây mới là điều khổng huy thật sự quan tâm. chương 590, lại xảy ra chuyện. Tôi chắc chắn, khổng thiếu ra, chỉ cần anh ra tay giúp đỡ tôi một lần, tôi sẽ giao toàn bộ cổ phần còn lại trong tay cho anh. Lần này, Vương Vĩ thật sự không còn quan tâm đến cổ phần và công sức trước kia từng bỏ ra nữa. Ông ta không ngờ rằng, ngay từ đầu bản thân tràn đầy tự tin tranh đấu với Chu Dương, mỗi người đi một ngả. Vốn dĩ chuẩn bị đưa mấy người cộng sự cùng nhau xây dựng sự. Nghiệp, không chỉ muốn chứng minh với Chu Dương, cho dù rời khỏi anh, mọi người cũng có thể phát triển tốt, cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy Chu Dương không phải là người có thể làm được tất cả mọi việc. Nhưng điều này kéo dài được bao lâu? Mỗi người đi một ngả, đến bây giờ, mới khoảng một tháng, ông ta đã không chống đỡ được nữa. Nếu như không phải giai đoạn này, nhiều lần tìm sự giúp đỡ của Khổng Huy, Vương Vĩ cảm thấy mỹ phẩm thành phố Liễu sớm muộn cũng phải đóng cửa. Bây giờ, cũng đã đến thời khắc sinh tử. Nếu thuận lợi bước qua được cửa ải này thì bọn họ và mỹ phẩm Thành phố Liễu, trong tương lai có thể tung hoành ngang dọc, biển rộng cá vẫy vùng, trời cao chim bay lượn. Còn nếu không thành công thì điều chờ đợi bọn họ vẫn là cửa hàng đóng cửa, đám người giải tán chán nản quay về Đông Hải giống như con chó chết chủ. Hơn nữa, sản nghiệp ban đầu của bọn họ ở Đông Hải cũng rất có khả năng vì hoạt động lần này ở tỉnh Tương Tây mà chịu sự đả kích nghiêm trọng. Có thể nói, đây đã là trận đánh cuối cùng, Vương Vĩ đã hết đường lui và không còn phương án phòng bị nào khác. Và lại, ông ta cũng không còn ai có thể nhờ cậy. Ha ha, vậy được, tôi sẽ giúp đỡ một lần cuối cùng, nếu anh làm không tốt, vậy thì đừng trách tôi. Khổng Huy khẽ cười, trong lòng cũng hơi thất vọng về những gì Vương Vĩ đã làm, nhưng vào lúc này có thể liều lĩnh như vậy, cũng khiến Khổng Huy có phần nể phục. Chí ít, không phải là một tên cứng đầu đần độn. Cảm ơn Khổng Thiếu Gia, lần này, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ vương vĩ nghe lời này trong lòng đột nhiên hưng phấn đồng thời đáy mắt lóe lên một tia hy vọng chỉ cần khổng huy đồng ý ra tay vậy thì dựa vào địa vị khổng huy ở khổng gia tại thành phố liễu thậm chí địa vị ở tỉnh tương tây vương vĩ chưa hẳn là không có cơ hội đảo ngược tình thế sau khi có được sự bảo đảm của khổng huy vương vĩ đi thẳng về mỹ phẩm thành phố liễu toàn bộ trên dưới mỹ phẩm thành phố liễu hiện giờ từ cộng sự bên trên đến từng người nhân viên bên dưới đều rất chán nản, thậm chí còn hơi thất vọng, không còn tinh thần làm việc. Vương Vĩ cần phải thông báo cho mọi người tin tức tốt chấn động lòng người này để tiếp thêm hy vọng và ý chí chiến đấu cho mọi người. Chí ít, trước khi có được kết quả cuối cùng, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Trong lúc đám người Vương Vĩ đợi khổng huy ra tay, những người quan tâm cũng phát hiện ra tình thế khó xử của Mỹ Phẩm thành phố Liễu. Nghĩ đến mối quan hệ trước đây giữa chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương và Mỹ phẩm thành phố Liễu, thì bọn họ cũng đang đợi xem kịch hay. Khách sạn Khải Nguyên, Trường Sa. Nhóm người Chu Dương đã ở đây một thời gian khá dài, hình như đã được gần 3 tháng. Năm mới sắp đến gần, không ít người cũng chuẩn bị trở về Đông. Hải. Ngoài những người phụ trách các cửa hàng sắp khai trương, trước năm mới, những người khác đều thu dọn đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Đông Hải. Chu Dương, khi nào chúng ta quay về?" Thẩm Bích Quân nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu có phần phiền muộn. Nghĩ đến mục đích thật sự đến Tỉnh Tương Tây, nhìn thấy bản thân bây giờ làm những gì, Thẩm Bích Quân chỉ cảm thấy trong lòng dường như có một nỗi buồn vô hạn. Vốn dĩ, cô ấy theo Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đến Tỉnh Tương Tây, xuất hiện với vai trò kỳ đà cản mũi. Chỉ là, sau khi đến Tỉnh Tương Tây, tình hình thay đổi đáng kể, khiến Chu Dương và Thẩm Bích Quân không còn thời gian rảnh Hầu như lúc nào cô cũng bị Chu Dương kéo tới kéo lui, làm này làm kia, bận rộn suốt ngày, rất ít thời gian nghỉ ngơi. Linh Ngọc, lẽ nào cô không hề oán giận, lúc đầu Chu Dương nói. Đưa cô đến đây để giải sầu, vậy mà đến bây giờ, các người đã đi chơi đâu chưa? Khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc trầm mặc và bình tĩnh ở bên cạnh, trong lòng Thẩm Bích Quân lại cảm thấy bực bội không lý do. Ngoài mặt mối quan hệ giữa Tạ Linh Ngọc và Chu Dương vẫn là vợ chồng, cho nên cô cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Cho dù quan hệ của cô và Chu Dương từng rất tốt, trước đây ở Đông Hải, cô đã giúp Chu Dương ngăn một nhát đao chí mạng, suýt chút nữa đã không thể sống sót. Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa cô và Chu Dương cũng chẳng ra làm sao. Chỉ là, ngoại trừ bản thân mình ra, thẩm bích quân rõ ràng cảm nhận được sau khi Chu Dương đến tỉnh Tương Tây, hình như cũng có phận đào hoa, đại tiểu thư Giang Yến của Giang ra kia, chẳng phải là một tấm gương sống sờ sờ sao. Huống hồ, danh tiếng của Giang Yến ở tỉnh Tương Tây vươn xa, tài sắc vẹn toàn, người đẹp như thế, e rằng người đàn ông nào cũng không kiềm chế được cảm xúc. Thẩm bích quân tự đoán, nếu như đặt mình vào vị trí của tạ linh. Ngọc, cô ấy không thể bình tĩnh như vậy. Cho dù không phải ngày nào cũng quan sát nhất cử nhất động. Của Chu Dương, xem hôm nay anh nói chuyện với cô gái nào, đi bên cạnh ai, có cử chỉ thân mật hay hành vi nào xấu không, thì cô cũng sẽ quan tâm đến Chu Dương mọi lúc mọi nơi, để ánh mắt của Chu Dương chỉ nhìn vào bản thân mình. Thẩm Bích Quân rất đố kỵ với Tạ Linh Ngọc, đồng thời trong lòng cũng rất khâm phục và ngưỡng mộ. Không quan trọng lắm, có chuyện còn quan trọng hơn cả việc đi chơi. Tạ Linh Ngọc thản nhiên nói. Trước nay tính tình của cô luôn rất điềm đạm, trừ lĩnh vực kinh. Doanh gia, rất ít cạnh tranh với người khác. Giống như lần này, Chu Dương nói muốn đưa cô đi giải sầu, Cô cũng không từ chối, liền đi theo, mà sau 3 tháng ở đây, đừng nói là đi chơi thư giãn, đến thời gian riêng tư ở cạnh Chu Dương mấy lần cộng lại, sợ rằng không đủ thời gian một ngày. Tuy nhiên, trong lòng Tạ Linh Ngọc không hề khó chịu. Ngoài trừ có lúc cảm thấy bất lực. Trước đây, Tạ Linh Ngọc không hiểu biết nhiều về Chu Dương. Hai bên chỉ tiếp xúc qua lại trong thời gian ngắn, hơn nữa không trao đổi gì nhiều, lại thêm nguyên nhân từ gia đình. Trong lòng Tạ Linh Ngọc cũng có thành kiến với Chu Dương. Còn bây giờ, Tạ Linh Ngọc phát hiện bản thân cô căn bản không hề thấu hiểu Chu Dương. Cảm giác này xuất hiện vào lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Yến. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Tạ Linh Ngọc phát hiện trong lòng hơi hoảng sợ. Tuy cảm giác chỉ thoáng qua, nhưng trái tim của Tạ Linh Ngọc lúc đó như thắt lại không rõ lý do. Cho nên, lúc Thẩm Bích Quân kéo cô đi gặp Giang Yến, Tạ Linh Ngọc cũng không biết bản thân mình xảy ra chuyện gì, mơ hồ hoang mang cùng thẩm bích quân đi gặp Giang Yến. Năm mới sắp đến gần, đây cũng là năm thứ tư của cuộc hôn nhân giữa cô và Chu Dương. Tạ Linh Ngọc hai ngày gần đây, đều cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, dường như đang kỳ vọng điều gì đó. Nhưng cô không thể tâm sự với bất kỳ ai. Hai, cô đúng là hết thuốc chữa. Thẩm Bích Quân khẽ thở dài, lắc đầu trong lòng cảm thấy bất lực. Nhưng hai người nói như vậy, Khiến Chu Dương bên cạnh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trong lời của Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc tuy không nói rõ điều gì, nhưng ý nghĩa đó, anh sao lại không hiểu chứ? Trên thực tế, đây cũng là lý do khiến anh cảm thấy áy náy. Rõ ràng nói là đưa Tạ Linh Ngọc đi chơi thư giãn, nhưng bỗng nhiên lao vào những chuyện ở tỉnh Tương Tây, bận rộn suốt 3 tháng trời. Đợi giải quyết xong chuyện Vương Vĩ, chúng ta sẽ về Đông Hải đón năm mới. Có sự đảm bảo của Chu Dương, mặc dù thẩm bích quân và tạ. Linh Ngọc không nói gì, nhưng Chu Dương có thể nhận ra rằng, tâm trạng của hai người có vẻ tốt lên nhiều, hứng thú hơn, giọng điệu lời nói cũng thể hiện vui vẻ không ít. Tinh tinh tinh. Lúc này, điện thoại của Chu Dương lại reo lên. Chu Tổng, bên của Vương Vĩ lại ra tay rồi. Giọng nói của Diệp Phương có phần suốt ruột, hình như cô đã gặp phải khó khăn gì đó. Sao thế? Chu Dương cau mày, trầm giọng hỏi. Theo như tính toán của anh, giai đoạn này, Vương Vĩ có lẽ sẽ ở ẩn, cũng sẽ không tùy ý đi tìm Khổng Huy giúp đỡ. Dù sao, sau những thất bại liên tiếp, tinh thần chiến đấu của nhóm người Vương Vĩ chắc chắn sa sút rất nhiều, theo lý mà nói bây giờ có lẽ không có hứng thú làm việc. Diệp Phương chỉ có thể đơn giản nói vấn đề qua điện thoại. Còn vẻ mặt của Chu Dương trở nên nghiêm túc. Tay, anh không ngờ rằng Vương Vĩ thật sự đã đi tìm Khổng Huy ra. Hôm nay trên phố đi bộ của thành phố Liễu đột nhiên mở ra một cuộc điều tra lớn. Mà xem ra, đội ngũ điều tra rất lớn mạnh, người bình thường căn. Bản không phản kháng được, đặc biệt là kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Diệp Phương nghi ngờ, đầy đều do Vương Vĩ nhờ Khổng Huy làm ra, mục đích thật sự chính là chạy đến cửa hàng thành phố Liễu. Lúc đó, chỉ cần ngẫu nhiên gặp phải vài vấn đề, đều có thể đưa ra rất nhiều đơn phạt cho cửa hàng thành phố Liễu, thậm chí ra lệnh cấm hành nghề. Dưới tình hình cấp bách như vậy, Diệp Phương căn bản không có không gian và thời gian để làm việc, thậm chí, đối phương căn bản sẽ không cho cô ấy cơ hội làm bất cứ điều gì. Diệp Phương hết cách, mới gọi điện thoại cho Chu Dương. Sau khi nghe tình hình mà Diệp Phương nói, trong lòng Chu Dương cũng hơi do dự. Theo lý mà nói, phát động một cuộc điều tra có quy mô lớn như vậy, tuy Khổng Huy có thể làm được, nhưng không phải một mình hắn có thể làm, thể diện của một mình hắn thì vẫn chưa đủ vậy thì, rất có khả năng người nào đó trong khổng gia ra mặt giúp đỡ khổng huy. Hoặc có thể, toàn bộ chuyện này chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt. chương 591, mục đích thật sự. Chu Dương trầm ngầm chốc lát, trong đầu đã từng nghĩ đến nhiều khả năng. Nhưng sau khi loại bỏ những điểm không hợp lý, Chu Dương bỗng nhiên phát hiện đối phương làm như vậy, chắc hẳn chỉ là một cái cớ. Mượn cớ điều tra chuyện lớn như vậy, khiến Diệp Phương, thập, Chí là chu Dương hỗn loạn, rồi thu hút sự chú ý của mọi người người trong công ty Danh Dương tập trung về cửa hàng. Sau đó đối phương sẽ dở trò ở một địa điểm khác. Rốt cuộc đối phương sẽ làm gì, Chu Dương cũng biết, cũng không đoán được. Nhưng có một điểm, Chu Dương có thể nghĩ đến. Đó là hành động tiếp theo của đối phương sẽ gây tổn hại tới Chu Dương, Diệp Phương và cả chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương, tổn hại này chắc chắn sẽ lớn nhất từ trước đến nay. Thậm chí Chu Dương sơ suất một chút, cũng sẽ mắc bẫy của đối phương, không cách nào thoát thân một cách an toàn. Trước tiên cô đừng hành động vội, yên lặng quan sát những chuyển biến khác, trước đây chi nhánh đã trải qua nhiều lần điều tra, vẫn không có vấn đề gì, lần này sẽ không có chuyện lớn đâu, quả lại, nếu đối phương dám bày ra thế trận này thì chứng tỏ bọn chúng không dám làm sằng làm bậy. Nhưng nếu đối phương có hành động và ý tưởng khác, chỉ cần cô án binh bất động, đối phương sớm muộn cũng sẽ hành động vậy thì tôi có thể phát hiện ra sơ hở của bọn chúng chu dương thấp giọng nói phân tích tình hình đơn giản cho diệp phương đồng thời cũng bảo diệp phương chờ thời cơ hành động diệp phương trả lời đồng ý rồi vội vàng cúp điện thoại chuẩn bị ứng phó với cuộc điều tra tiếp theo sau khi chu dương tắt máy sắc mặt trở nên nghiêm trọng lần này có thể nói là thủ đoạn cuối cùng của đám người vương vĩ và khổng huy hành động của bọn họ khá cẩn thận và che giấu kỹ càng ngay cả chu dương cũng không đoán chính xác được nếu chu dương không có dự cảm sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy thì nói không chừng bây giờ thật sự đã tập trung tất cả sự chú ý về phía cửa hàng chi nhánh mà lơ là rất nhiều yếu tố bên ngoài khác ví dụ chu dương và công ty danh dương dành toàn lực chống đỡ cho cửa hành chi nhánh mới khai trương của diệp phương đúng lúc này khổng huy mang người khống chế chu dương và đám người thẩm bích quân vậy thì những nơi khác sẽ không chiến mà bại. Nghĩ đến đây, trên gương mặt Chu Dương lập tức nở nụ cười. Chưa nói đến việc mấy người bên phía bọn họ không phải người. Dễ đối phó như vậy, chỉ dựa vào sự tồn tại của một mình như xuyên, người bình thường căn bản không thể có sự đe dọa với bọn họ. Có điều, để phòng ngừa bất chắc, Chu Dương vẫn quyết định phải sắp xếp sớm một chút. Dẫu sao, bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc bọn họ quay trở về đông hải đón năm mới mà đám người khổng huy rất có thể sẽ hành động trong khoảng thời gian này còn về thời gian hành động cụ thể cũng không ai biết được chu dương triệu tập tất cả mọi người đang ở khách sạn lại anh không nói ra chuyện khổng huy có thể sẽ ra tay với mọi người nếu lỡ như có người này sinh lòng sợ hãi tự ý rời khỏi khách sạn cho rằng có thể trốn tránh nói không chừng có thể đúng lúc bị đối phương nắm được cơ hội hãm hại. Vì thế Chu Dương chỉ nhắc nhở mọi người, mấy ngày này đừng tùy tiện ra ngoài, cần thứ gì thì trực tiếp liên hệ lễ tân khách sạn, phía khách sạn sẽ phối hợp giải quyết. Giờ chỉ đợi đến ngày mọi người cùng nhau trở về Đông Hải. Mặc dù mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt cứng đờ và giọng điệu nặng nề của Chu Dương, bọn họ cũng thu lại ý nghĩ thờ ơ của mình và bắt đầu bình tĩnh lại. Tuy vẫn có người cảm thấy Chu Dương như vậy không khỏi có chút báo đạo kiêu căng, nhưng tất cả mọi chuyện trước đây anh làm, cùng năng lực mà Chu Dương thể hiện ra, sớm đã nhận được tán thành của mọi người. Vì thế, cho dù có vài người trong lòng không tình nguyện, nhưng lúc này vẫn sẽ không tùy tiện oán trách, càng sẽ không để người khác phát hiện. Chỉ là, bọn họ đã lên kế hoạch xong xuôi, dù sao còn mấy ngày nữa thì trở về Đông Hải, bọn họ ở trường xa cũng không đợi được lâu. Nếu không nhân lúc mấy ngày cuối cùng này ra ngoài vui chơi, nói không chừng sau này cũng không còn cơ hội nữa. Còn về những lời Chu Dương nói vừa nãy, đối với bọn họ chỉ đơn giản là hù dọa mà thôi. Bọn họ không cảm thấy mình ra ngoài một chuyến thì sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, chi nhánh thành phố Liễu, việc kiểm tra trên phố đi bộ đang diễn ra theo trình tự. Đoàn kiểm tra kiểm từng cửa hàng, phần lớn trong số đó đều đạt chuẩn, nhưng cũng có vài nơi không đạt nhân viên được kiểm tra phải ngừng kinh doanh, tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Chớp mắt, đoàn kiểm tra đã xuất hiện ở cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu. Cô là chủ ở đây sao? Một nhân viên kiểm tra có làn da ngăm đen hỏi một cách hời hợt. Ánh mắt tùy ý nhìn trên người Diệp Phương, rồi bắt đầu dẫn người vào kiểm tra toàn bộ mọi ngóc ngách trong cửa hàng. Không ít người của các cửa hàng gần đó cũng đến dòm ngó hóng hớt. Trong khoảng thời gian gần đây kết quả kinh doanh của cửa hàng, chi nhánh này quả thật rất tốt còn tốt hơn nhiều so với mỹ phẩm thành phố liễu ở phía đối diện đương nhiên sẽ thu hút sự tò mò và ngưỡng mộ ghen tị của những chủ cửa hàng xung quanh bọn họ cũng muốn qua đó xem xem bên trong cửa hàng chi nhánh thành phố liễu này rốt cuộc có che giấu gì hay không nhưng điều khiến người ta bất ngờ là nhân viên kiểm tra giường như cố tình vạch lông tìm vết một vài điểm căn bản cũng không tính là gì thậm chí nếu thật sự muốn dựa theo tiêu chuẩn này để kiểm tra tất cửa hàng ở phố đi bộ đều sẽ không đạt chuẩn. Những vấn đề này, khi cửa hàng chúng tôi sửa sang đã có. Người đến kiểm tra rồi, đây là tài liệu chỉnh sửa nghiệm thu của chúng tôi. Diệp Phương đã có chuẩn bị từ sớm, khi sửa sang không hiểu sao cứ có người liên tiếp đến kiểm tra, hơn nữa điểm kiểm tra đều là vạch lá tìm sâu. Nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, mỗi lần Diệp Phương đều yêu cầu nhân viên kiểm tra chỉ ra vấn đề kiểm tra và sau khi chỉnh đốn cửa hàng đạt chuẩn nghiệm thu đã viết thành tài liệu, đóng thành một tập văn bản. Đám nhân viên kiểm sát dường như rất bất ngờ trước cách làm của Diệp Phương, thần sắc rõ ràng đã sững sờ ra trong nháy mắt, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Tên nhân viên kiểm tra da đen dẫn đầu kia, khóe miệng hơi co giật, suýt chút nữa đã muốn xé toạc tài liệu này, trực tiếp phủ nhận chúng. Nhưng thanh thế buổi kiểm tra ngày hôm nay quá lớn, cả con phố đi bộ đều bị thu hút sự chú ý, hơn nữa bây giờ trong chi nhánh thành phố Liễu này, còn có không ít người của cửa hàng khác đang vây nhìn. Nếu hắn dám làm như vậy, nhất định sẽ bị người khác bắt thóp. Đến lúc đó, cho dù người kia đồng ý giúp hắn, e rằng cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Nghĩ đến đây, gã đàn ông giận sôi máu nhưng không có chỗ phát tiết, đương nhiên sắc mặt cũng càng tệ hơn. Về thôi, nhìn thấy Diệp Phương chuẩn bị đầy đủ như vậy, gã đàn ông cũng hết cách, chỉ có thể kiểm tra qua loa. Mà lần kiểm tra có thanh thế lớn ở phố đi bộ, cũng nhanh chóng hạ màn. Mỹ phẩm thành phố Liễu, văn phòng tầng 2. Đám người vương vĩ đều đang quan sát toàn bộ quá trình, bọn họ nhìn nhân viên kiểm tra, lần lượt kiểm tra tất cả các cửa hàng ở phố đi bộ. Nhìn thấy nhân viên kiểm tra bước vào chi nhánh thành phố Liễu. Sau đó đi ra với vẻ mặt khó coi, mà sau khi bọn họ ra ngoài, tốc độ kiểm tra sau đó rõ ràng nhanh hơn nhiều, thời gian kiểm tra những cửa hàng còn lại đều không đến mấy tiếng đồng hồ. Phương Tổng, xem ra Diệp Phương sớm đã có chuẩn bị, chiều này e rằng sẽ không có hiệu quả. chương 592, điểm bất thường của Trương Hải. Đinh Tuấn phong xoa mặt, trước đây bị đám người Trần Thiên Hạo đánh trọng thương, hai ngày nay mới đỡ hơn. Tuy trên mặt và trên cơ thể chỉ còn vài vết bầm tím nhạt, thậm chí dường như không còn thấy nữa. Nhưng nếu cứ đụng đến chỗ bị thương, Đinh Tuấn Phong vẫn cảm thấy hơi đau rát. Lúc này trên mặt hắn chính là như vậy, ngay cả khi nói chuyện cũng động đến cơ mặt, khiến Đinh Tuấn Phong lại cảm thấy đau đớn. Nhưng so với hai ngày trước đã tốt hơn nhiều rồi, mát xa và xoa bóp một chút, đau đớn sẽ giảm đi. Mà bây giờ những điều này đều không phải là điều Đinh Tuấn Phong nên để ý. Điều hắn nên quan tâm là Diệp Phương, Chu Dương và cả cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương đợt kiểm tra lớn lần này thật sự có liên quan đến bọn họ trên thực tế đây chẳng qua là thuật che mắt của khổng huy làm lớn thanh thế chuyện kiểm tra khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng đợt này kiểm tra nhất định là vì đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng mà mục đích thật sự của khổng huy chỉ để thu hút sự chú ý của đám người chu dương sau đó tiếp tục làm ra một chuyện khác vương tổng khổng thiếu ra rốt cuộc muốn làm gì vậy làm một trận lớn như thế nhưng bên diệp phương hình như không có một chút động tĩnh nào Đến cả việc đối phó với lần kiểm tra này cũng tỏ ra rất thành thạo. Đinh Tuấn Phong trầm giọng hỏi, "Thật ra không chỉ Đinh Tuấn Phong, mấy người cộng sự khác cũng vậy." Rõ ràng đợt kiểm tra lớn như vậy, vốn có thể nhân cơ hội này để khiến Diệp Phương và chi nhánh cửa hàng thành phố Liễu chịu thiệt thòi lớn. Nhưng không ngờ Diệp Phương và chi nhánh thành phố Liễu căn bản không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí đến những nhân viên kiểm tra đó. Lúc rời khỏi cửa hàng chi nhánh Sắc mặt đều không được tốt lắm. Hiển nhiên, những nhân viên kiểm tra đó vốn không hề tìm được một chút khuyết điểm nào. Khổng thiếu ra tự có tính toán của mình, mọi người đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao bản thân tôi cũng đã cho Khổng thiếu ra tất cả cổ phần của cửa hàng rồi, lần này cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, tin rằng Khổng thiếu ra sẽ không để chúng ta thất vọng đâu, không thì tôi cũng sẽ như mọi người, không còn chỗ dựa, thất bại thảm hại mà rời khỏi tương tây quay về đông hải. Vương Vĩ trầm giọng nói, buông bước dèm xuống, không thèm nhìn Diệp Phương ở đối diện đang cười đắc ý. Có những chuyện, ông ta quả thật biết rất rõ. Nhưng ván cược cuối cùng này liên quan đến vấn đề thắng lợi cuối cùng giữa bọn họ và Chu Dương, cho nên Vương Vĩ không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Do đó ông ta không hề tiết lộ kế hoạch của Khổng Huy cho mấy người cộng sự kia. Không phải ông ta không yên tâm về mấy người họ, lo lắng họ sẽ để lộ thông tin ra ngoài, mà ông ta không muốn để Chu Dương biết bất kỳ điều gì. Cho dù tin tức này là người bên mình tiết lộ ra hay người của Chu Dương nghe ngóng được, đối với chuyện tiếp theo cần làm của Khổng Huy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Có điều, tôi đã coi thường người phụ nữ Diệp Phương này rồi, đúng là có chút bản lĩnh đấy, người Khổng Huy đặc biệt sắp xếp mà lại chẳng tìm ra được nhược điểm nào của cô ta. Vương Vĩ thản nhiên nói, đôi mắt lộ rõ vẻ rè chừng, đồng thời, trong lòng Vương Vĩ cũng thầm cảm thấy may mắn. Nếu lúc đầu bản thân không đưa ra lựa chọn rời khỏi Chu Dương, mỗi người một ngả, cũng không ép Diệp Phương, khiến cô tự chọn con đường rời khỏi Mỹ Phẩm thành phố Liễu. Vậy thì bây giờ Diệp Phương vẫn còn trên cùng một chiếc thuyền với bọn họ, nói không chừng có thể giúp đỡ được ông ta nhiều việc hơn. Nhưng suy nghĩ lại, nếu Diệp Phương không rời đi, thì sau này ở Mỹ Phẩm thành phố Liễu ai có tiếng nói còn chưa biết trước được. Tiếp theo, bên Khổng thiếu gia sẽ ra tay bất cứ lúc nào, mọi người nhất định phải chú ý tuyệt đối đừng tiếp xúc với người bên Chu Dương, nếu không. Khổng thiếu ra không nhận ra mọi người, rồi ra tay nhầm, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc trước. Vương Vĩ liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nhắc nhở. Đã đến bước đường này, bọn họ có thể nói là toàn bộ tinh thần chiến đấu đều chỉ dựa vào khẩu khí. Mà khẩu khí này chính là hy vọng khao khát muốn thắng Chu Dương. Một khi khẩu khí này của bọn họ tan biến, hoặc là nói, khổng huy ra tay khiến bên Chu Dương chịu thiệt thòi lớn, đám người bọn họ đều sẽ thở phào nhẹ nhóm, sau đó chuẩn bị quay trở về Đông Hải. Nhưng Vương Vĩ không dám đảm bảo, trong mấy người này sẽ không có người lâm trận đào ngũ, vào lúc này phản bội đi về phía Chu Dương, làm dám. Điệp hai mặt, cho nên ông ta nhất định phải uy hiếp một chút, đồng thời không thể để lộ hành động tiếp theo của Khổng Huy. Mọi người nghe xong, tất cả đều trở nên nghiêm túc, yên tâm đi, Vương Tổng, chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Cuộc kiểm tra lớn ở phố đi bộ đã kết thúc vào 3 ngày trước, trong 3 ngày này, cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chu Dương ở trường xa cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn, bên Vương Vĩ và Khổng Huy có lẽ thật sự đã từ bỏ. Chu Dương, còn một tuần nữa là qua năm mới rồi, khi nào chúng ta quay về Đông Hải. Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc cùng nhau xuất hiện trong phòng Chu Dương, thậm chí hai người đã bắt đầu thu dọn hành lý. Đợi đến lúc Chu Dương xác định quay về Đông Hải, hai người sẽ đặt vé ngay lập tức, sau đó vui vẻ đợi về nhà là được. Chờ thêm hai ngày nữa, nếu bọn họ vẫn không ra tay, ba ngày sau chúng ta về Đông Hải, thông báo cho mọi người một tiếng để bọn họ sớm chuẩn bị. Chu Dương trầm giọng nói, ba ngày này vô cùng yên tĩnh, mà chính vì quá yên tĩnh lại khiến Chu Dương phát hiện có gì đó không bình thường. Hình như có một mạch nước ngầm đang tuôn trào về phía anh và người bên cạnh anh, nhưng mạch nước ngầm này che giấu rất tốt, vẫn chưa bị ai phát hiện ra, ít nhất là không bị Chu Dương phát hiện. Không hay rồi, Chu Tổng. Lúc này, một gã đàn ông vội vàng chạy đến cửa phòng, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Chu Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Chu Dương quay đầu nhìn lại, anh nhận ra người đàn ông này, Trương Hải là một người lúc đầu theo anh đến từ Đông Hải, ở Đông Hải cũng coi như là có. Xuất thân không tồi, phụ trách một công ty tiêu thụ không lớn lắm, từng có hợp tác với công. Ty danh Dương mấy lần, tất cả đều rất tốt. Sao vậy? Từ từ nói. Trên mặt Chu Dương không biểu lộ thay đổi gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảnh giác. Anh biết, trong giây phút này người bên cạnh mình không thể nào vô duyên vô cớ hốt hoảng như vậy, càng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Chu tổng, Trần An và Lý Thần bị một đám người bắt cóc đi rồi, bọn họ bảo tôi về giao cái này cho anh." Vẻ mặt Trương Hải vẫn vô cùng căng thẳng, lấy ra từ trong túi một tờ giấy nhăn nhúm muốn đưa cho Chu Dương. Ừ, cậu để ở đây đi, lát nữa tôi sẽ xem, có chuyện gì tôi đều sẽ giải quyết, Trần An và Lý Thần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu cứ đi xuống nghỉ. Ngơi thật tốt, thư giãn một chút đi. Nhưng Chu Dương không cầm lấy tờ giấy này ngay, mà trái lại anh bảo Trương Hải bỏ tờ giấy trên mặt đất. Chu Tổng, đám người kia bảo tôi nhất định phải giao tờ giấy này vào tay anh, nói bên trong có chuyện vô cùng quan trọng, nếu anh không xem ngay sẽ hối hận cả đời. Nghe Chu Dương nói vậy, dường như Trương Hải bắt đầu sốt ruột, vội vàng hít thật sâu một hơi, cất bước muốn vào trong phòng. Đứng lại. Tuy nhiên, Trương Hải chỉ mới bước một bước vào phòng đã bị. Chu Dương quát lớn phải dừng lại. Trương 593, ám sát. Một. Chu Tổng, anh. Vẻ mặt Trương Hải có vẻ u ám, hắn cũng không hiểu tại sao Chu Dương lại không để cho mình giao nộp tờ giấy. Trương Hải, cậu còn định giả vờ đến bao giờ nữa? Còn Chu Dương nhìn Trương Hải với vẻ mặt không biểu cảm, không một chút cảm xúc. Ngược lại rất lạnh lùng, lạnh lùng đến tột cùng, cứ như trong nháy mắt nhiệt độ của toàn bộ căn phòng đã bị giảm xuống mấy độ. "Chu tổng, tôi không biết anh đang nói cái gì." Một tia hoảng sợ xẹt qua trong mắt Trương Hải, nhưng hắn đã vội vàng che giấu đi, vẫn giữ vẻ mặt hoảng hốt như lúc ban đầu, hắn cầm tờ giấy trong tay phải, dường như rất muốn giao cho Chu Dương. "Chu Dương, đây là..." Lúc này cho dù có mốc đến đâu thẩm bích quân và tạ linh ngọc cũng nhận ra điều bất thường hai người vội vàng đứng lại gần nhau trốn ở phía sau chu dương cách trương hải rất xa sau tất cả họ càng tình nguyện tin tưởng vào chu dương hơn là một người ngoài như trương hải tuy rằng họ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng họ biết một điều là chu dương sẽ không làm họ tổn thương chỉ riêng điều này cũng đủ để cho hai người phụ nữ vô cùng tin tưởng chu dương đã lúc nào rồi trương hải cậu vẫn còn định tiếp tục giả vờ sao lẽ nào cậu không biết chỉ với một chút mánh khóe nhỏ nhoi đó của cậu làm sao có thể lừa được tôi chu dương không trả lời thẩm bích quân mà vẫy tay ra hiệu cho hai người đứng gần hơn một chút vào sau lưng mình ánh mắt anh nhìn trương hải chằm chằm như có thứ gì đó nguy hiểm ở trên người trương hải vậy ha ha thật không hổ danh là chu tổng tôi tự thấy rằng mình không để lộ sơ hở sao anh lại nhìn ra được vậy Lúc này Trương Hải đang có vẻ bối rối liền từ từ bình tĩnh lại, trên mặt nở nụ cười quái dị. Hắn nhìn Chu Dương, ánh mắt cũng không còn là sự sung bái và kính sợ lúc trước nữa, thay vào đó đã mang một cảm giác khiêu khích. Trương Hải nói xong liền ném thẳng tờ giấy trong tay xuống đất, dáng vẻ không hề có chút căng thẳng nào giống như lúc nãy. Ánh mắt, ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều không có vẻ giống như một người đang lo lắng. Ít nhất, đó không phải là kiểu nhìn lo lắng khi bạn bè mình gặp nguy hiểm và mình quay lại tìm người giúp đỡ hơn nữa trương hải trong ấn tượng của tôi là một người rất trọng nghĩa khí khi bằng hiếu gặp nguy hiểm cậu ấy không thể cứ thế quay lại như thế này chu dương chỉ nói đơn giản vài câu nhưng thẩm bích quân và tạ linh ngọc ở bên cạnh lúc này cũng đã nghe hiểu được đại khái chu dương ý anh nói hắn không phải là trương hải thẩm bích quân mở to mắt nhìn trương hải xác nhận người trước mặt đích thực là người bên cạnh mình hơn nữa mấy ngày trước cô cũng đã từng nhìn thấy hắn cô còn tự hỏi là hắn đã quay lại đông hải từ khi nào hắn là trương hải nhưng hắn không còn là trương hải của chúng ta nữa chu dương lắc đầu vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hẳn lên anh biết vào lúc này trương hải đưa ra lựa chọn như vậy có nghĩa là đối phương chắc chắn đã đưa ra sự cám dỗ mà trương hải không thể từ chối ít nhất nó lớn hơn những lời hứa và lợi ích mà Chu Dương cho hắn, và nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Nếu không, lúc này Trương Hải sẽ không chịu sự mạo hiểm lớn như vậy. Ha ha, không còn cách nào khác. Chu Tổng, tôi là thương nhân, thương nhân tìm kiếm lợi nhuận, ai cho tôi nhiều lợi lộc hơn, tôi sẵn sàng theo người đó. Lúc trước chỉ với một câu nói của anh, chúng tôi đã không nói đến câu thứ hai liền theo anh đến tương Tây, không phải vì anh có thể mang lại lợi ích cho chúng tôi hay sao? nhưng bây giờ chúng tôi chưa nhìn thấy một chút lợi ích nào trong ba tháng anh căn bản đã không thực hiện được lời hứa ban đầu của mình trương hải lạnh lùng nói trên mắt còn dần hằn lên một lớp tia máu trông rất đáng sợ vậy nên khổng huy mới tùy tiện ra cho cậu một điều kiện cậu đã không hề ngần ngại đầu quân cho họ chu dương hỏi giọng nói vừa dứt đồng tử trương hải lập tức co rút lại hắn không ngờ chu dương lại biết chuyện này phải biết là việc hắn tiếp xúc với người của khổng huy là vô cùng bí mật. Hơn nữa thời gian quá ngắn nên không ai có thể nhìn thấy. Làm sao Chu Dương biết được? Rốt cuộc trong lòng Trương Hải cũng cảm thấy có chút kiêng rè. Hắn chợt nhớ ra, dường như Chu Dương không hề gặp phải trở ngại nào, cho dù là ở Đông Hải hay ở Tương Tây. Bởi vì bất kỳ trở ngại nào trước mặt Chu Dương cũng đều chỉ là con muỗi. Và lần này, hắn đột nhiên làm loạn, liệu có thành công hay không? trong lòng Trương Hải đột nhiên có chút do dự. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến những lợi ích mà Khổng Huy đã hứa hẹn và sức mạnh mà hắn ta thể hiện, cuối cùng Trương Hải cũng bình tâm trở lại. Bây giờ quyết định đã được đưa ra, cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn phải tiếp tục. Nghĩ đến đây, một tia chết chóc thoáng qua trong mắt Trương Hải. Nghe nói vệ sĩ Nghiêu Xuyên bên cạnh Chu Dương rất lợi hại, nhưng bây giờ Nghiêu Xuyên không có ở đây, cho dù hắn có lập tức đến đây ngay thì ít nhất cũng phải mất nửa phút trương hải tự tin có thể uy hiếp chu dương trong vòng nửa phút chu tổng mày vẫn còn quá trẻ lúc trước có nghiêu xuyên bên cạnh bảo vệ mày không cần phải lo sợ nhưng bây giờ nghiêu xuyên không ở đây mày lấy cái gì ra để nói chuyện với tôi mày tưởng mày vẫn còn là chu tổng chỉ tay năm ngón hay sao trương hải hét lên một tiếng đột nhiên rút ra một con dao gọt hoa quả từ bên hông một tia sáng lạnh lẽo lập tức chiếu thẳng vào mặt chu dương tuy nhiên vẻ mặt của chu dương vẫn không thay đổi thậm chí còn không có một chút sợ hãi hay có ý rút lui chu dương chỉ cần tóm được mày tao sẽ có thể lấy được toàn bộ lợi lộc mà khổng thiếu ra đã hứa trương hải cười gần một tiếng hắn cầm một con dao gọt hoa quả nhanh chóng lao về phía chu dương muốn nhanh chóng hạ gục chu dương ít nhất hắn cũng phải khiến chu dương trở thành con tốt trong tay mình để gian đe những người khác khiến họ không dám manh động cẩn thận chu dương Chu Dương, cẩn thận. Cảnh tượng này khiến cho hai người phụ nữ Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc run lên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trong giây lát, cả hai đồng thời nghĩ đến nhát dao mà Tăng Đại Đầu đã đâm vào đầu Chu Dương lúc còn ở Đông Hải. Khi đó, nếu không phải Thẩm Bích Quân bất chấp thân mình đỡ cho Chu Dương thì hậu quả sẽ rất tai hại. Lần đó, Thẩm Bích Quân đã đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Và lúc này, lại một người khác xuất hiện và chĩa con dao gọt hoa quả về phía Chu Dương đe dọa tính mạng của anh. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc gần như đều bất giác cùng lúc tiến lên phía trước một bước, định đỡ nhát dao cho Chu Dương. Chỉ cần cầm cự đến khi Nghiêu Xuyên tới, thì Trương Hải này sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Nhưng hai người phụ nữ vừa mới cất bước, Trương Hải đã xông tới trước mặt Chu Dương, con dao gọt hoa quả trong tay đã nhằm hướng người Chu Dương mà đâm tới. Có vẻ như chỉ trong giây tiếp theo, con dao gọt hoa quả sẽ đâm vào bụng của Chu Dương. Á! À, thấy không kịp ngăn lại, thẩm bích quân và tạ linh ngọc cùng hét lên một tiếng, bất giác nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhưng mà hai người đợi hồi lâu cũng không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, trong lòng cảm thấy kỳ lạ liền mở mắt ra. Họ nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì hai mắt đột nhiên trợn to. Mày! Trương Hải kinh ngạc nhìn Chu Dương, đích thực là hắn đã đâm con dao gọt hoa quả trong tay về phía Chu Dương, nhưng lại bị Chu Dương giữ lại khi còn cách bụng anh chừng năm phân chương 594, ám sát, 2. Chu Dương giơ một bàn tay ra đè tay Trương Hải khiến hắn không thể dùng lực được. Con dao gọt hoa quả không thể tiến thêm được chút nào, hoàn toàn không thể đụng được vào Chu Dương nên đương nhiên sẽ không làm Chu Dương bị thương. Lúc này, hai người phụ nữ thẩm bích quân và tạ Linh Ngọc liền thở vào một hơi, hòn đá đè nặng trong lòng đã buông xuống được một nửa. Trương Hải, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về tôi. Nếu không, cậu sẽ không tự phụ như vậy, một mình đến ám sát tôi. Chu Dương rừng dưng nói, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào mà ngược lại rất bình tĩnh, cứ như là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Vừa dứt lời, Chu Dương liền nhấc đầu gối lên, thụi thẳng vào bụng của Trương Hải. Đột nhiên, Trương Hải đau đớn, tay buông lỏng, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất len keng, còn hắn thì cong lưng, không ngừng hít vào phát thụi của chu dương vừa rồi đã khiến cho trương hải cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều biến thành hình dạng khác nhau và lộn tùng phèo lên phần bụng giống như bị búa tạ đập mạnh một phát vô cùng đau đớn và những động tĩnh trong căn phòng bên này đương nhiên thu hút sự chú ý của những người ở phòng bên cạnh như xuyên vội vã chạy tới cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đồng tử co rút lại vội vàng đi vào kiểm tra chu dương một chút sau khi nhận thấy anh không sao liền lập tức khống chế trương hải những người khác cũng vội vàng chạy tới dù sao đây cũng là phòng của chu dương nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì thật tệ khi thấy trương hải đã bị như xuyên khống chế người nào người nấy đều tỏ ra nghi ngờ và cảm thấy rất khó hiểu như xuyên cậu đây là có người mở miệng định hỏi một câu nhưng lại bị người khác nắm lấy cánh tay người kia chỉ vào con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất người vừa định hỏi một câu lúc nãy đột nhiên cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh tình hình này đã rất rõ ràng rồi trương hải muốn ám sát chu dương nhưng không thành lúc này như xuyên đã khống chế được hắn khịt sau khi nghĩ đến khả năng này hơn nữa khả năng này còn rất cao tất cả mọi người đều hít một hơi trương hải lại dám ám sát chu dương ôi trời thật là muốn lấy mạng người ta mà trương hải sao có thể làm ra chuyện như vậy khi nhìn thấy như vậy tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ nhìn vào trong phòng với vẻ không thể tưởng tượng được Trương Hải đã bị Nghiêu Xuyên chế ngự, con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất lóe lên ánh sáng sắc lạnh, và Chu Dương đã đứng ở một bên với vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút biểu cảm gì, thậm chí không nhìn thấy một tia sợ hãi nào trên người anh. Trương Hải có mưu đồ ám sát Chu Tổng, hiện tại đã bị khống chế. Tôi phải mang hắn đi tra hỏi một lát, mọi người đừng có manh động, ai nấy hãy trở về phòng của mình. Trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ không thể đảm bảo được sự an toàn của mọi người như xuyên lạnh lùng nói và sau khi lạnh lùng nhìn mọi người một cái liền đem trương hải đang thất kinh hồn vía về phòng của mình tất cả mọi người tự khắc nhường đường nhìn như xuyên đưa trương hải trở về phòng của mình với vẻ mặt đờ đẫn không nói một lời xin tha cho trương hải bởi vì họ biết rằng chỉ cần dựa vào việc trương hải dám ám sát chu dương chỉ cần lúc này bất cứ ai trong số họ nói giúp cho hắn một câu đều sẽ bị nghi ngờ là đồng phạm cần biết rằng người mà Trương Hải ám sát là Chu Dương. Đối với họ mà nói, anh chính là người đứng ở phía sau với vốn liếng cách xù khiến họ được đứng ở đây. Ấy, Trần An và Lý Thần đâu? Sao lại không thấy bọn họ? Đúng vậy, hai người này thường ngày như hình với bóng với Trương Hải. Giờ Trương Hải xảy ra chuyện như vậy, tại sao ta không thấy hai người bọn họ? Tôi cũng vừa đi phòng bọn họ xem rồi, nhưng không thấy hai người họ. Điện thoại cũng không gọi được. Một bầu không khí im lặng từ từ lan tỏa. Lúc này, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều hiểu ra. Khi xảy ra chuyện như thế này, Trần An và Lý Thần đều không ở trong khách sạn, điện thoại cũng không liên lạc được, hơn nữa trước kia họ và Trương Hải như hình với bóng không rời nhau nửa bước. Nhiều dấu hiệu cho thấy họ là đồng phạm với Trương Hải và cũng đã tham gia vào vụ ám sát Chu Dương lần này. Chết tiệt, sao bọn họ dám ám sát Chu tổng chứ? Không có Chu tổng thì giờ cái tên Cầm thú Trương Hải này vẫn đang phải cầu cứu khắp nơi ở Đông Hải bán cái mớ mỹ phẩm không ai thèm của mình. Đúng vậy, thật sự là không có lương tâm, nếu không có Chu tổng, chúng ta làm sao có thể đứng ở đây, lại còn có thể đến tương tây phát triển thị trường. Đúng đó, đừng có để tôi gặp lại lại ba người bọn chúng, nếu không, tôi nhất định sẽ không để yên cho chúng. Giờ tôi tuyên bố sẽ chấm dứt mọi sự hợp tác với ba người Trương Hải, Trần An, Lý Thần tôi cũng vậy, chấm dứt mọi sự hợp tác. Người như vậy còn thực sự còn khiến người ta cảm thấy nguội lạnh hơn cả đám người vương vĩ, thật vô liêm sỉ. Tất cả mọi người đều trào dâng sự căm phẫn, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Được rồi, tất cả các người trở về đi. Khi nào điều tra xong chuyện này, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Chu Dương bước ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Mọi người cũng chào hỏi Chu Dương rồi ai nấy trở về phòng của mình. Khi mọi người đều đã trở về phòng mình, Chu Dương cũng xoay người trở về phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng vốn có, cuối cùng cũng thay đổi được một chút. Vẻ mặt của Chu Dương thoáng chốc trở nên ảm đạm. Vừa rồi anh đang đối mặt với Trương Hải, đối mặt với mọi người, nên biểu cảm của anh không có quá nhiều thay đổi khiến mọi người nhìn ra được điều gì đó từ những thay đổi trong biểu cảm của mình. Nhưng hiện giờ, trong phòng chỉ có anh, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, họ đều là người của mình nên đương nhiên chu dương không cần thiết phải che đậy bất cứ điều gì chu dương có phải đã xảy ra chuyện gì to tát khi thần bích quân nhìn thấy vẻ mặt u ám của chu dương trong lòng đột nhiên có vài phần suy đoán nhưng vẫn không chắc chắn hơn nữa cho dù là cô cũng không thể biết được một số nội tình bên trong trương hải làm như vậy quá đột ngột hơn nữa nó quá khác so với những gì cậu ta đã thể hiện trước đây chu dương trầm giọng nói đi tới bên cửa sổ Nhìn những người qua lại trên đường, chìm trong suy tư. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, họ biết chỉ cần Chu Dương tiến vào trạng thái trầm tư này, trừ phi anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nếu không người ngoài sẽ không thể đánh thức anh được. Hơn nữa vừa mới xảy ra vụ ám sát của Trương Hải, lúc này hai người lại càng không thể rời đi, chỉ để lại Chu Dương ở trong phòng một mình. Một ngày cứ thế trôi qua với sự trầm tư như vậy. Khi màn đêm buông xuống, đường phố cũng thành một biển đèn. Trên đường phố Trường Sa xuất hiện đủ loại người, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Chu Dương vốn đang trầm tư, đột nhiên giật mình bừng tỉnh từ trong trạng thái suy nghĩ, ánh mắt anh sáng ngời, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Vừa xong rốt cuộc anh cũng đã thông suốt được mọi chuyện, bao gồm cả một số chuyện mà anh cố tình bỏ qua khi nói chuyện với Trương Hải, lúc này cũng hiện rõ trong đầu Chu Dương. "Chu Dương, anh tỉnh lại rồi à?" Nhìn thấy Chu Dương tỉnh táo trở lại, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vội vàng đi tới bên cạnh anh, nhìn lên nhìn xuống, thấy Chu Dương không có chỗ nào dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng đã hoàn toàn buông xuống. Hương 595, cứu trợ. 1. Anh không sao chứ? Tạ Linh Ngọc hỏi với vẻ mặt lo lắng hiếm thấy. Vừa rồi cô và Thẩm Bích Quân thấy rõ Chu Dương giống như một vị sư cụ tĩnh tọa, đứng bên cửa sổ bất động, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng yếu đi rất nhiều nếu như không phải cô hay thẩm bích quân đích thân bước tới để kiểm tra và xác nhận rằng Chu Dương vẫn còn thở, e rằng thực sự nghĩ rằng Chu Dương đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào đó. Ừ, anh không sao. Chu Dương khẽ cười. Vậy anh đã nghĩ ra nguyên do hay chưa? Thẩm bích quân tò mò hỏi. Chu Dương trước khi chìm vào suy nghĩ đã nói phải nghĩ thật kỹ, bây giờ tỉnh lại rồi, có thể anh đã nghĩ ra điều gì đó. Ừm, tôi gần như đã biết được vấn đề đại khái là như thế nào rồi nhưng hiện tại không thích hợp để chúng ta ra tay để đối phương ra tay trước mới lộ ra càng nhiều sơ hở chu dương tự tin cười nói nếu đã như vậy vậy mọi thứ sẽ giao hết cho anh tôi và tạ linh ngọc sẽ không quan tâm nữa thẩm bích quân mỉm cười lập tức kéo tạ linh ngọc đi ra khỏi phòng đã chờ lâu như vậy tôi thấy đói bụng rồi tôi và linh ngọc ra ngoài ăn chút gì đó trước có cần tôi mang về cho anh chút đồ ăn không? Thẩm Bích Quân cười nói, "Không cần, hai người cứ ăn đi." Chu Dương khẽ lắc đầu. Sau khi Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc rời đi, Chu Dương ngồi lại trên ghế, lông mày nhíu chặt trong tích tắc. Giờ anh mới nhớ ra một vấn đề. Trương Hải nói rằng Trần An và Lý Thần bị đối phương bắt đi, mà hiện giờ Trương Hải đã phản bội mình, đầu quân cho đối phương. Vậy rốt cuộc những gì cậu ta nói trước đây là thật hay giả? Rốt cuộc Trần An và Lý Thần đã thực sự đã bị đám người đó bắt cóc, hay Trần An và Lý Thần cũng giống như Trương Hải, đã lựa chọn phản bội anh và đầu quân cho đối phương? Tuy nhiên, Chu Dương cũng không thân thuộc lắm với Trần An và Lý Thần, vì vậy anh thực sự có chút không chắc chắn về việc họ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Vì vậy, Chu Dương nhất thời không thể phán đoán ra tình hình thực sự của Trần An và Lý Thần. Anh Dương, Như Xuyên gõ cửa bước vào, sắc mặt hơi khó coi làm sao vậy không thẩm vấn ra kết quả hà chu dương tựa hồ đã đoán biết được từ lâu dường như không hề tò mò ngưu xuyên đến là vì chuyện gì đúng vậy trương hải đó dường như không biết gì cả dù em có tra hỏi thế nào hắn ta vẫn nhất mực nói rằng hắn không biết gì cả thậm chí ngay cả dấu vết của trần an và lý thần từng đi ra ngoài với hắn hắn cũng không biết ngưu xuyên trầm giọng nói trương hải đã ám sát chu dương trong phòng của chu dương mặc dù không thành công nhưng Nghiêu Xuyên cảm thấy rất áy náy. Cũng may bây giờ Chu Dương không có việc gì, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nghiêu Xuyên thậm chí sẽ cảm thấy chính mình không có mặt mũi nào sống trên đời này. Nhưng hiện giờ, cậu ấy chỉ cần moi một ít thông tin từ miệng Trương Hải cũng không làm được. Lúc này, Nghiêu Xuyên cảm thấy vô cùng nản lòng. Đây là chuyện bình thường, nếu như bên kia tìm được Trương Hải, bọn họ nhất định phải điều tra về Trương Hải. Trong hoàn cảnh như vậy, Khổng Huy vẫn để Trương Hải đến ám sát tôi, hơn nữa chọn địa điểm ám sát ở khách sạn. Điều này chứng tỏ họ căn bản là không gửi gắm hy vọng gì vào Trương Hải, nên đương nhiên sẽ không để cho hắn biết quá nhiều chuyện. Chu Dương dừng dưng nói, nét mặt không chút thay đổi. Trong lòng anh đã có sự chuẩn bị sẵn về việc Nhiêu Xuyên không tra hỏi được điều gì. Hơn nữa, thực ra trong cuộc nói chuyện vừa rồi với Trương Hải, anh đã lờ mờ đoán được Trương Hải thật sự không biết tung tích của Trần An và Lý Thần. Vậy anh Dương, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có cần em? Như Xuyên hỏi, hiện giờ cậu ấy chỉ có một suy nghĩ, chính là lôi được đối phương ra, đưa đến trước mặt Chu Dương, trừng phạt đối phương một trận thích đáng, cho dù không chết cũng phải lột ra chúng. Không cần làm gì cả. Giờ chúng ta không cần làm gì, chỉ cần chờ bên kia chủ động Red Eye hoặc do thám thêm lần nữa là được. Chu Dương xua tay, khẽ nói. Vậy được rồi, vậy xử lý Trương Hải như thế nào? Đối với vấn đề này, Chu Dương cũng có chút khó quyết. Trương Hải đích thực là đã ám sát mình, nhưng nhân chứng thực sự chỉ có hắn ta, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Trong số đó, có thể kể đến anh chính là nạn nhân, Thẩm Bích Quân và anh thuộc cùng một công ty, tình bạn của họ đều rất tốt, còn Tạ Linh Ngọc là vợ anh. Lời khai nhân chứng của cả ba không thể dùng làm bằng chứng khiến cho Trương Hải phải chịu một sự phán quyết công bằng cho dù có rất nhiều người nhìn thấy trương hải cùng con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất cũng không có nghĩa là trương hải chắc chắn muốn ám sát chu dương dù sao vẫn có khả năng tạo được hiện trường giả như thế này đi để hắn đi nếu như hắn đã lựa chọn phản bội còn đối phương lựa chọn hắn ám sát tôi có nghĩa là họ đã dự tính sẵn sẽ vứt bỏ hắn rồi thậm chí đối phương có thể cho rằng chuyến này của trương hải căn bản không thể rút lui một cách toàn vẹn nếu đã như vậy chúng ta sẽ làm ngược lại sau khi để hắn đi trương hải có lẽ cũng chỉ có thể lựa chọn trở về bên kia còn xem đối phương sẽ xử lý như thế nào chúng ta chờ xem kịch hay thôi chu dương cười nói anh chợt nhận ra mọi chuyện dường như trở nên thú vị được giờ em đi chuẩn bị nghiêu xuyên đáp lại rồi rời đi để chuẩn bị nếu như thả trương hải ra đương nhiên không thể để hắn cứ thế rời đi mà mình lại không làm gì cả được thả người thì đương nhiên phải thả rồi nhưng nhiêu xuyên cũng cần chuẩn bị một số thứ như tìm vài người theo dõi và báo tung tích của trương hải bất cứ lúc nào tuy nhiên hiện giờ chu dương không mấy quan tâm đến những điều đó điều anh quan tâm bây giờ là nếu như đám người khổng huy đã tính để trương hải đến làm kẻ do thám cũng đã chuẩn bị cho tình huống trương hải không thể rút lui một cách toàn vẹn thậm chí đã từ bỏ trương hải vậy thì tiếp theo đây bọn chúng sẽ làm gì nói cách khác khi trương hải đến khách sạn để ám sát chu dương đám người khổng huy còn có sự sắp đặt gì khác? ơi tóm lại vẫn là thực lực của mình quá yếu, không đủ nhân lực dưới trướng. nếu không mình có thể thành lập một đội tình báo thì đã không bị động như bây giờ. Chu Dương đột nhiên cười gượng gạo, nhưng đây chỉ là những lời than phiền trong lòng anh. cuộc sống của anh hiện giờ so với lúc trước đã tốt hơn gấp nhiều lần rồi. ít nhất anh không còn phải lo lắng về tiền bạc, cũng không cần ở tạ gia chịu đủ mọi nhục nhã mà bản thân không dám cãi lại dù chỉ một câu. Chu Dương lắc đầu, rũ bỏ hết những thứ không quan trọng ra khỏi đầu, anh rời khỏi phòng, đến phòng làm việc của Chu Thiều Hoa. Chu Thiều Hoa là chủ của khách sạn Khải Nguyên, đồng thời là người của Chu gia. Xét theo vai vế, Chu Dương phải gọi Chu Thiều Hoa là chú. Bên cạnh Chu Dương không có tổ chức tình báo nào, nên anh không có cách nào để biết ngay được những sự việc quan trọng đã xảy ra ở trường Sa hay thậm chí ở tương Tây. Tuy nhiên, Điều này không có nghĩa là Chu Thiều Hoa không biết. Xét cho cùng, nếu so sánh, Chu Thiều Hoa đã điều hành khách sạn Khải Nguyên ở trường xa hơn 10 năm, không thể chỉ biết mỗi khách sạn này được. Vì nếu đúng như vậy thì giang gia ở trường xa căn bản là không cần phải kiêng rẻ Chu Thiều Hoa như vậy. Hơn nữa các gia tộc lớn ở Tương Tây cũng rất nể sợ Chu Thiều Hoa, nghiêm khắc quy định con em trong gia tộc không được gây chuyện ở khách sạn Khải Nguyên. Trường 596, Cứu Trợ 2. Chú Chu Chu Dương chào hỏi rồi đi thẳng vào văn phòng của Chu Thiều Hoa. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Chu Thiều Hoa cũng không có việc gì làm, chỉ ở trong văn phòng đọc sách. Nào, ngồi đi. Nhìn thấy Chu Dương đi vào, Chu Thiều Hoa gấp sách lại, ra hiệu cho Chu Dương ngồi xuống đối diện mình. Có chuyện gì vậy? Chu Thiều Hoa cười tùm tìm nói. Mặc dù biết xét về vai vế thì Chu Dương là bậc cháu của mình, nhưng Chu Thiều Hoa vẫn luôn biết thân phận thực sự của Chu Dương chính bởi vì ông ấy biết điều đó nên ông không thể tỏ vẻ bề trên hay cố tỏ ra lão luyện trước mặt chu dương suy cho cùng tương lai của chu dương là vô hạn chú chu có một chuyện cháu muốn nhờ chú giúp đỡ chu dương nói thẳng anh không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy đối với chu dương mà nói sẽ là cơ hội rất lớn nếu như anh có thể sớm nắm bắt được cho dù chỉ là một dấu vết hành động của đám người khổng huy nói đi còn có chuyện gì mà cháu chưa có cách nào để xử lý nghe thấy chu dương nói như vậy chu thiều hoa lập tức có hứng thú dù sao thì chu dương đã gây ồn ào không hề nhỏ trong thời gian ở tương tây và phàm là những người có máu mặt ở tương tây mà lại không biết chu dương thì thật sự không nhiều hơn nữa chu thiều hoa rất quan tâm đến mọi động thái của chu dương ở tương tây bây giờ đột nhiên nghe được chu dương nhờ mình giúp đỡ chu thiều hoa quả thực có chút kinh ngạc là như thế này cháu từ chỗ đông hải mấy phút sau đó Chu Dương đã kể lại chuyện vừa rồi, đặc biệt nêu ra điểm mấu chốt là Trần An và Lý Thần hiện tại mất tích, bản thân Chu Dương cũng không có tin tức gì về tình hình hiện tại của họ. Vì vậy, Chu Dương muốn nhờ Chu Thiều Hoa giúp đỡ, xem xem có thể tìm được dấu vết của Trần An và Lý Thần ở trường xa hay không. Dù sao thì đây là thời đại mà camera giám sát đầy đường phố, chỉ cần Trần An và Lý Thần không cố ý tránh sự giám sát thì hành tung của họ chắc chắn sẽ bị camera giám sát chụp được chỉ cần Chu Dương kiểm tra camera giám sát, gần như có thể phân tích được tình hình hiện tại của Trần An và Lý Thần rồi. Chu Dương nói xong, yên lặng nhìn Chu Thiều Hoa, chờ ông trả lời. Tuy rằng Chu Thiều Hoa là người nhà họ Chu và có chút quan hệ thân thích với Chu Dương, nhưng Chu Dương không dám đảm bảo rằng Chu Thiều Hoa chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ mình. Vì dù sao thì thân phận hiện tại của Chu Dương vẫn còn mơ hồ, còn chưa được nhà Chu gia chính thức công bố, chưa coi là thật. Chu Thiều Hoa hoàn toàn có thể phớt lờ Chu Dương, Chu Dương cũng không liên quan gì đến Chu Thiều Hoa. Được, chờ chú 10 phút, chú sẽ gửi cho cháu vị trí của hai người họ. Chu Thiều Hoa cuối cùng quyết định giúp đỡ Chu Dương. Vậy thì cảm ơn chú Chu rất nhiều. Chu Dương cảm ơn xong, liền cáo từ rồi đi thẳng về phòng mình. 10 phút chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Không lâu sau, 10 phút trôi qua, điện thoại di động của Chu Dương cũng đột nhiên vang lên là âm báo nhắc nhở nhận tin nhắn SMS. Hóa ra lại ở chỗ này. Chu Dương mở tin nhắn ra, quả nhiên là địa điểm Chu Thiều Hoa gửi tới. Tuy nhiên, khi Chu Dương nhìn rõ vị trí của Trần Ân và Lý Thần, đồng tử của anh lập tức nhíu chặt. Bởi vì anh nhận ra nơi đó, chính là cung thể thao mà Rocket Girl tổ chức biểu diễn tại Trường Sa trước đây khi nhóm của anh vừa mới đến Trường Sa. Cũng chính là ở trước cổng cung thể thao đó, Chu Dương đã ra tay phế bỏ giang bắc của Giang Gia, từ đó nảy sinh ân oán với giang gia khiến cho chu dương một người đến từ đông hải ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các lão đại ở tương tây tại sao lại là ở nơi đó chu dương có chút không hiểu tại sao khổng huy lại đưa trần an và lý thần đến nơi đó lẽ nào hắn có thâm ý gì chăng đó là cố ý hay vô tình chỉ là trùng hợp thôi chu dương không có cách nào chắc chắn nhưng có một điều nếu như đối phương đã đưa Trần An và Lý Thần đến cung thể thao trường xa, thì họ chắc chắn đã có sự chuẩn bị sẵn ở đó, e rằng bây giờ họ chỉ chờ Chu Dương đến liền nhanh chóng ra tay. "Nhiêu Xuyên, cậu qua đây một chuyến." Chu Dương suy nghĩ một chút và vẫn quyết định tới đó. Không nói những cái khác, nếu như Trần An và Lý Thần đã cùng mình từ Đông Hải đến Tương Tây này thì Chu Dương cần phải lo cho sự an toàn của hai người họ dù cho giờ này trần an và lý thần đã đầu quân cho khổng huy trở thành kẻ phản bội nhưng trước khi chu dương có kết quả cuối cùng anh phải cân nhắc đến sự an toàn của cả hai người họ cậu đi chuẩn bị một chút lát nữa chúng ta tới nơi này chu dương đưa điện thoại cho nghiêu xuyên kêu cậu ấy đi thu xếp một chút dù sao lần này không biết khổng huy đã chuẩn bị những gì ở cung thể thao nếu chỉ dựa vào hai người chu dương và nghiêu xuyên đến đó rõ ràng không được hợp lý cho lắm nhớ ra khổng huy trong cơn điên loạn lại có loại vũ khí nào mang tính sát thương thì sao đến lúc đó cho dù nghiêu xuyên là cao thủ e rằng cũng không thể thoát được chưa kể sức lực của chu dương còn yếu hơn rất nhiều sợ rằng còn chưa đánh nhau chu dương và nghiêu xuyên đã bị đám người khổng huy dẫn đến cho nổ thành cho luôn rồi nghiêu xuyên nhận điện thoại sau khi nhìn thấy cung văn hóa trong lòng lập tức lo lắng vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị lần này ngoại trừ hai người như xuyên và chu dương gia tất cả những người còn lại đều là những người bảo vệ của trương gia dù sao không tận dụng những cu ly tốt như vậy thì thực lãng phí dù sao đây cũng là sự đền bù của trương gia vì đã phá vỡ lời hứa lần trước chu dương thản nhiên sử dụng mà trong lòng không cảm thấy bất cứ sự áy náy nào chẳng bao lâu như xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng lần này anh đặc biệt mang theo hai bảo vệ của trương gia và nhiệm vụ của họ không phải đóng vai trò như một lá chắn thịt ngược lại nhiệm vụ của họ rất đơn giản họ chỉ cần canh chừng xung quanh cung thể thao xem có bất kỳ nguy hiểm nào khác gần đó hoặc có các loại phục kích nào khác hay không xét cho cùng khi đối mặt với khổng huy thận trọng là điều cần thiết cần biết rằng khổng gia có một vị võ sư nắm quyền một gia tộc như vậy mà còn là ở tương tây hơn nữa hầu như không có danh tiếng gì bọn họ có thể làm ra những chuyện gì thì ngay cả chu dương cũng không có cách nào tính toán hết được trương hải đi được bao lâu rồi trước khi xuất phát chu dương đột nhiên hỏi đi được gần nửa tiếng rồi giờ vẫn đang ở gần đây chưa đi xa lắm có lẽ hắn cũng sợ chúng ta theo dõi như xuyên lấy ra một chiếc máy tính bảng gõ gõ trên đó rồi lập tức đáp trên máy tính bảng có một tấm bản đồ thành phố trường sa trên đó có một chấm đỏ không ngừng di chuyển nhưng quỹ đạo chuyển động của chấm đỏ rất đặc biệt chấm đỏ không đi thẳng về phía trước cũng không theo một khuôn mẫu nào mà cứ loanh quanh trên con phố nơi có khách sạn khải nguyên giống như đang đi vòng vèo ngoài ra em đã sắp xếp hai tiểu đội theo dõi hắn sẽ không mất dấu đâu như xuyên nói với sự tự tin vừa phải những chuyện như thế này rất nhiều cái là lần đầu tiên cậu ấy tiếp xúc ví dụ máy tính bảng này cũng như một số thiết bị theo dõi những thứ này Trước đây cậu ấy đã từng tiếp xúc khi còn ở trong quân đội, nhưng sau khi đi theo Chu Dương đã không có cơ hội sử dụng chúng. Và lúc này, cậu ấy đã mượn một bộ thiết bị như vậy từ chỗ các bảo vệ của Trương gia, có thể coi là khiến cho khả năng cảnh giác của Ngưu Xuyên được phát huy đến mức độ tối đa. Chương 597, một lát nữa. Đi thôi, chúng ta đi gặp Khổng Huy. Chu Dương cười nói. Chẳng mấy chốc, cả nhóm ra khỏi khách sạn Khải Nguyên sau khi xe rời khỏi khách sạn khải nguyên có vài người lập tức đi theo sau trông dáng vẻ hình như bọn họ vẫn luôn theo dõi ở gần khách sạn còn về mục tiêu theo dõi thì xem ra bây giờ không cần nói nhiều nữa nửa tiếng sau khi đoàn xe rời đi hai nhân viên bảo vệ vẫn canh trước cửa khách sạn lại nhìn nhau cười anh dương cái này hai bảo vệ này chính là chu dương và ngưu xuyên anh dương em không ngờ bên ngoài khách sạn này lại có nhiều tai mắt như vậy Ngưu Xuyên thấy hơi có lỗi, trong mấy tai mắt này có một số là do cậu ấy phát hiện ra trước đó, sau đó báo lại với Chu Dương, nhưng còn một vài người trong số đó cậu ấy không hề phát hiện ra. Chuyện như vậy nếu xảy ra trong đội vệ sĩ thì chỉ sợ đội vệ sĩ này sẽ giải tán. Dù sao, không điều tra rõ mọi tình hình ở xung quanh khách sạn sẽ có khả năng xảy ra nguy hiểm và chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bên kia muốn xúi dục trương hải thì sẽ sắp xếp vài người ở gần khách sạn để theo dõi mọi động tính của trương hải và chúng ta chuyện này vô cùng bình thường chu dương cởi bộ đồ bảo vệ ra rồi quay về khách sạn khoảng nửa tiếng sau chu dương và nghiêu xuyên xuống đại sảnh lần nữa lần này hai người hoàn toàn không cải trang gì cứ như bình thường xuất hiện trước cửa khách sạn anh dương chúng ta như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ nghiêu xuyên vẫn hơi lo lắng dù sao cứ lộ diện không cải trang như vậy rất có khả năng sẽ tạo cơ hội cho đám người khổng huy thực hiện được ý đồ. Nhưng Chu Dương cương quyết yêu cầu như vậy, như Xuyên cũng không thể thay đổi suy nghĩ và quyết định của Chu Dương. Cậu yên tâm đi, vừa rồi đoàn xe đã dẫn đi hết 90% tai mắt rồi, số còn lại không uy hiếp được chúng ta. Chu Dương khẽ cười nói, anh nhìn quanh bốn phía sau đó tìm một hướng rồi đi thẳng về phía đó. Sau khi hai người ra khỏi khách sạn được nửa tiếng, có khoảng ba người đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Ba người họ chớp mắt nhìn nhau rồi nhanh chân muốn đuổi theo Chu Dương và Ngưu Xuyên. Ba vị này, chủ tổng chúng tôi muốn mời ba vị uống một tách trà, mời đi bên này. Thế nhưng ba người chưa đi được mấy bước đã bị bảo vệ khách sạn Khải Nguyên ngăn lại. Nhân viên bảo vệ dẫn đầu khẽ híp hai mắt nhìn ba người nọ, tư thế cúi đầu vươn tay ra như thật sự đang tiếp đãi khách. Không cần, chúng tôi đang có việc gấp, không khát nước người ở giữa lạnh lùng nói, muốn đi thẳng qua đó. Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời, cất bước chuẩn bị đi thì bảo vệ dẫn đầu đã nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay hắn. Lúc này mọi người nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Sắc mặt người đàn ông muốn rời đi bỗng trở nên trắng bệch khó coi, mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống đất, bỗng chốc trên đất hiện ra một mảng ướt đẫm. Vậy thì không được, chủ tổng chúng tôi đã nói ba vị vất vả như vậy nên uống một tách trà. Bảo vệ lãnh đạm cười nói, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này hai người khác thầm cảm thấy sợ hãi. Với tốc độ và lực tấn công vừa rồi của bảo vệ, bọn họ nhận ra mình không phải là đối thủ của nhân viên bảo vệ này, thậm chí ba người hợp lúc lại cũng đánh không lại. Huống gì đã có một người bị đánh không thể động đậy được, với tình hình như vậy ba người bọn chúng không dám phản kháng. Nếu đã như vậy thì bọn tôi cũng không khách sáo nữa ba người sắc mặt u ám theo bảo vệ đi vào khách sạn Khải Nguyên. Lúc này Chu Dương và Nghiêu Xuyên đã đến gần cung thể thao trường xa, họ dĩ nhiên không hề biết chuyện xảy ra ở trước cửa khách sạn. Tinh tinh tinh, nửa tiếng sau khi hai người rời đi, điện thoại Chu Dương vang lên. Chu Thiều Hoa gọi đến nói Chu Dương yên tâm, ông ấy đã xử lý gọn gàng đám chuột nhất bám đuôi kia rồi, bảo Chu Dương khỏi cần lo lắng. Anh nói cảm ơn rồi cúp máy, lúc này Chu Dương nở nụ cười. Mặc dù lúc trước anh cho rằng trước cửa khách sạn sẽ có tai mắt, nhưng không thể nào tìm ra đối phương, chỉ dựa vào cảm giác thì đều là vô ích. Nhưng bây giờ Chu Thiều Hoa nói cho anh tin tức này, chứng tỏ ông ấy đang ủng hộ giúp đỡ anh. Như vậy Chu Dương tự nhiên cảm thấy có đủ sức mạnh hơn. Hơn nữa anh cũng không cần lo lắng Khổng Huy sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ anh và Nghiêu Xuyên ra khỏi khách sạn, sau đó chúng lại ra tay với Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và một vài người nữa. Một tiếng sau, Chu Dương và Nghiêu Xuyên đã có thể nhìn thấy cung thể thao ở góc đường. Lúc này, do không có sự kiện lớn trong nhà thi đấu và sắp đến Tết nên nhân viên trong cung thể thao đều đã nghỉ phép, hơn nữa nhiều thiết bị trong cung thể thao đang trong tình trạng ngừng hoạt động, vô cùng yên tĩnh. Nghiêu Xuyên đậu xe cách cung thể thao hai ngã rẽ, mở máy tính bảng, liên tục nhận được thông tin từ nhân viên bảo vệ đã đi trước của Trương gia. Thông tin này đều là một số tình trạng hiện giờ bên trong và xung quanh cung thể thao để tiện cho Chu Dương và Nghiêu Xuyên lên kế hoạch bước kế tiếp. Anh Dương, xung quanh cung thể thao không có gì khác thường. Còn Trương Hải không đến cung thể thao chỗ này mà đến khu vực gần Giang Gia. Nghiêu Xuyên hiển nhiên hơi ngạc nhiên. Vì theo như những phỏng đoán lúc trước của Chu Dương, sau khi rời đi, rất có thể Trương Hải sẽ quay lại bên chỗ khổng huy. Trần An và Lý Thần đã ở trong cung thể thao, Trương Hải có khả năng sẽ trở lại đây. Nhưng hiện giờ Trương Hải lại đến khu vực gần Giang Gia. Lẽ nào vẫn còn Giang Gia đứng sau chuyện này? Lần này không chỉ Nghiêu Xuyên cảm thấy nghi hoặc mà ngày cả Chu Dương cũng thắc mắc không rõ lý do. Trước tiên không cần để ý đến hắn, chúng ta nên quan sát tình huống trong cung thể thao trước đã, xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Trần An và Lý Thần. Chu Dương nhíu mày nói, lúc này anh không thể đồng thời lo lắng cho cả hai tình huống nếu bây giờ đã ở gần cung thể thao thì chi bằng vào trong đó xem thử có lẽ trần an và lý thần đang ở đây cung thể thao không có động tính gì anh dương bây giờ chúng ta vào trong sao nghiêu xuyên xác nhận lại lần nữa lúc này mới nói ừ hai chúng ta thêm năm bảo vệ nữa là được những người khác ở gần cung thể thao canh giữ chu dương nói xong bước xuống xe không lâu sau nhóm bảy người đã đến trước cổng cung thể thao lúc này cung thể thao đóng chặt cổng cũng không có nhân viên nào ở đây. Thế nhưng chút chuyện này không làm khó được Ngưu Xuyên. Cũng không biết cậu ấy lấy những đồ vật này từ đâu, trong chớp mắt đã mở được cánh cổng chính. chương 598, đây khác gì đang giết người. Chu Dương dẫn đầu đi vào cung thể thao. Vừa bước vào bên trong, Chu Dương có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Dù sao trong cung thể thao cũng vắng vẻ, hơn nữa bây giờ đang là mùa đông sẽ cảm thấy lạnh cũng rất bình thường sau khi bước vào cung thể thao, năm bảo vệ kia cũng nhanh chóng tản ra bốn phía, mỗi người đều tự nâng cao cảnh giác, chỉ cần có một người phát hiện ra tình huống khác thường thì sẽ lập tức báo ngay cho cảnh sát. Đi thôi, hai người chúng ta vào bên trong xem sao. Chu Dương khẽ nói, anh vẫn cảm thấy Trần An và Lý Thần đang ở bên trong cung thể thao. Cung thể thao trường xa rất lớn, là cung thể thao có sức chứa lên đến 50.000 người bình thường có thể dùng để tổ chức buổi biểu diễn cho các nghệ sĩ hoặc tổ chức các sự kiện thể thao với quy mô lớn càng vào bên trong chu dương càng cảm thấy sốt ruột dường như có thứ gì đó đang thu hút anh tiếp tục đi vào bên trong tách 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 ngay lúc này bỗng vang một tiếng động nhẹ vang lên chu dương và ngư xuyên lập tức dừng lại nghiêng tai cẩn thận lắng nghe anh dương giống tiếng nước chảy ngư xuyên cau mày khẽ nói âm thanh này không tính là lớn chỉ là tiếng nước nhỏ giọt bình thường. Ngay lập tức trong đầu Chu Dương xuất hiện nghi vấn. Đây là cung thể thao, hơn nữa sau khi nhân viên ở đây rời đi chắc chắn đã cẩn thận kiểm tra hết mọi thứ để đảm bảo cung thể thao không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thế nên một cung thể thao đang yên đang lành, dù bên ngoài có mưa tuyết lớn cỡ nào thì bên trong cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì mới đúng. Đột nhiên xuất hiện nước nhỏ giọt quả thật là điều bất thường. Không đúng, đi xem thử một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu Chu Dương, vẻ mặt Chu Dương bỗng trở nên căng thẳng. Thậm chí anh không kịp giải thích gì với Nghiêu Xuyên đã vội vàng đi vào trong. Ngay sau đó, cả hai đi đến một căn phòng trong cung thể thao, đó là khu thi đấu quần vợt trong nhà. Lúc đến đây, Nghiêu Xuyên nhìn cảnh tượng trước mặt nhất thời sửng sốt, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Còn Chu Dương đã đi vào trong phòng, quả nhiên Trần An và Lý Thần đang ở đây. Nhưng tình trạng hiện giờ của hai người rất tệ cả hai bị trói lại với nhau, vải đen bịt mắt hơn nữa sắc mặt đều tái nhợt, cực kỳ phờ phạc, như thể sẽ chết bất kỳ lúc nào. Quan trọng hơn là có một thùng nước lớn bên cạnh hai người họ, một ống nước nối từ cái thùng đến trước mặt họ đang nhỏ nước liên tục xuống nền nhà, phát ra tiếng tách tách tách. Âm thanh này chính là âm thanh lúc nãy Chu Dương và Nghiêu Xuyên nghe thấy. Quan trọng nhất là Chu Dương và Nghiêu Xuyên thấy rõ trên cổ tay Trần An và Lý Thần có một vết thương. Đây là vết thương do bị dao cắt, hơn nữa nó đã bắt đầu kết phải anh dương đây đôi mắt nghiêu xuyên ửng đỏ cậu ấy từng đi lính nên biết rõ tình huống trước mắt cậu ấy lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi cấp cứu chu dương không nói gì rút ông nước ra khỏi thùng lúc này tiếng tách tách nhỏ nước mới ngừng lại chu dương để ý thấy ngay lúc tiếng nước nhỏ dừng hẳn thì cơ thể trần an và lý thần khẽ run rẩy sắc mặt họ càng trở nên tệ hơn mặc dù vẫn tái nhật phờ phạc nhưng không có dấu hiệu trắng bệch hơn mà nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Đây là giết người đó. Anh Dương, nếu chúng ta không đến kịp thì Trần An và Lý Thần chắc chắn sẽ chết, không có khả năng sống sót. Như Xuyên phẫn nộ nói. Cậu ấy chưa từng nghĩ Khổng Huy lại muốn giết chết Trần An và Lý Thần. Nỗi sợ hãi của con người là vô tận, dưới tình trạng cứ cổ tay còn bị bịt mắt, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, điều duy nhất con người có thể cảm nhận được chính là cổ tay bị cứa và cảm giác đau đớn từ vết thương nơi cổ tay ngay lúc đó nếu có người ở bên cạnh tạo ra tiếng nước nhỏ giọt vậy thì người đó sẽ cho rằng đó là máu không ngừng chảy ra từ cổ tay mình rất ít người có thể vượt qua tình trạng áp lực tâm lý cực đoan và mãnh liệt như vậy yên tâm tôi nhất định sẽ khiến chúng cũng phải nếm trải mùi vị này chu dương lạnh lùng nói cởi bịt mắt cho trần an và lý thần Chúng ta không nên ở lại đây nữa, ở đây không có đám người khổng huy chứng tỏ bây giờ có lẽ hắn đang ở gần Giang gia, nơi Trương Hải đã đến, có thể chính là nơi chúng gặp mặt. Chúng ta đi thôi, để lại hai người ở đây, họ biết nên làm gì." Chu Dương trầm giọng nói, sau đó xoay người rời đi. Cảnh tượng này giống như đang bị hành hình thời cổ đại, hơn nữa hai người chịu khổ trong đó lại là người đi theo Chu Dương từ Đông Hải đến Trường Sa, do đó Chu Dương không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Thu xếp xong mọi việc, Chu Dương và Nghiêu Xuyên rời khỏi cung thể thao đi đến khu vực gần Giang Gia. Còn hai vệ sĩ trương gia ở lại cung thể thao có nhiệm vụ chờ xe cứu thương đang đến và sau đó có khả năng sẽ tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát. Suy cho cùng, chuyện này cũng không khác giết người là mấy, dù là giết người không chủ đích thì tính chất vụ việc cũng vô cùng nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi khách sạn, Trương Hải cố ý đi vòng quanh gần khách sạn nửa tiếng hắn là người ở trên thương trường đã lâu, mấy thủ đoạn thấp kém như vậy cũng chẳng mới mẻ gì với Trương Hải. Trong vòng nửa tiếng, hắn phát hiện chỉ ít mình đã cắt đuôi được ba nhóm người theo dõi phía sau. Đợi nửa tiếng hắn không còn phát hiện ai đi theo mình nữa, lúc này mới cẩn thận đi đến khu vực gần Giang Gia. Hắn biết Khổng Huy và Giang Phong đang ở cùng nhau, nhưng không ở trong Giang Gia mà ở một quán trà cách Giang Gia không xa lắm. Khổng thiếu gia, Giang thiếu gia, tôi đến rồi. Khi Trương Hải đến quán trà liền thấy hai người Khổng Huy và Giang Phong đang ở trên tầng hai, tựa vào cửa sổ thưởng thức trà. Thất bại rồi à? Khổng Huy dường như đã sớm đoán được kết quả như vậy, vẫn không đợi Trương Hải đến gần đã lạnh lùng hỏi. Hừ, suýt nữa thì thành công rồi, con dao chỉ cách Chu Dương có 5 cm, nhưng tôi không ngờ thực lực của Chu Dương lại mạnh đến vậy. Dù tôi có dùng sức thế nào cũng không thể đâm dao gọt hoa quả vào bên trong được dù chỉ còn 5 cm. Trương Hải sửng sốt, hắn không ngờ Khổng Huy lại biết mình ám sát Chu Dương thất bại, nhưng Trương Hải vẫn tự mình giải thích rõ ràng. Dù sao lúc đó hắn suýt nữa đã thành công, chỉ cần Chu Dương phản ứng chậm một chút hoặc hắn phản ứng nhanh hơn thì chắc chắn sẽ giết được Chu Dương. Bây giờ bản thân mang thất bại trở về nhất định sẽ khiến Khổng thiếu gia và Giang thiếu gia thất vọng, vậy thì địa vị của hắn trong lòng hai người họ chắc chắn sẽ giảm xuống không phanh. Ha ha, cũng bình thường thôi, bên cạnh Chu Dương còn có vệ sĩ lợi hại dù không làm gì thì cậu cũng sẽ không thành công. Giang Phong khẽ cười, hắn cũng không ngạc nhiên với kết quả này. Dù sao xúi dục Trương Hải ám sát Chu Dương vốn là kế sách họ muốn thử, cũng chẳng hy vọng Trương Hải có thể làm được. Thế nhưng họ vẫn ôm trạng thái mong chờ, lỡ như thành công thì sao? chương 599, đến rồi một Bình tĩnh mà nói, cho dù Trương Hải đã thất bại, cũng sẽ thu hút sự chú ý của Chu Dương và những người xung quanh, khiến bọn họ hoảng hốt một phen thế thì cũng không phải là không có lợi nếu như cậu đã ám sát thất bại vậy làm thế nào về được đây khổng huy đột nhiên hỏi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào trương hải dường như muốn nhìn xuyên thấu hắn ánh mắt của giang phong cũng liếc về phía hắn quả thực theo những gì họ biết về chu dương nếu trương hải phản bội anh hơn nữa còn ra tay ám sát thì kết cục của họ sẽ không thể tốt hơn tuy nhiên trương hải không những không sao ngoại trừ hơi nhếch nhác một chút và một vài vết thương trên người ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại hắn gần như bình yên vô sự trở về thậm chí đến bây giờ bên phía chu dương vẫn chưa có tin tức điều đó cũng có nghĩa chu dương không lựa chọn báo cảnh sát hoặc những người bên cạnh anh không có ai lựa chọn sẽ báo cảnh sát hai người kia cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến trương hải đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh rõ ràng hắn đang mặc một chiếc áo khoác dày dặn nhưng vào lúc này Trương Hải cảm thấy được nhiệt độ toàn thân dường như đã thấp hơn vài độ. Tôi cũng không biết, tôi bị Ngưu Xuyên ép hỏi rất nhiều thứ, nhưng tôi không nói một câu nào, chứ đừng nói là tiết lộ bất cứ điều gì về Khổng Thiếu gia và Giang Thiếu gia. Sau đó Ngưu Xuyên bị Chu Dương gọi đi có việc, tôi liền nhân cơ hội chạy thoát. Trương Hải vừa nhớ lại vừa kể cho bọn họ nghe, không ngừng giải thích, hắn hy vọng Khổng Huy và Giang Phong sẽ tin tưởng mình. Chẳng lẽ cậu quay về như vậy? mà không có ai theo dõi sao?" Giang Phong lạnh lùng hỏi, lúc này hắn đã có thể xác nhận chính xác. Trương Hải có thể an toàn trở lại đây, hẳn là do đám người Chu Dương cố ý thả đi để hắn quay về đây. Tất nhiên, theo những gì Trương Hải nói, có lẽ dưới sự chất vấn của Ngưu Xuyên, hắn thực sự không nói bất cứ điều gì, cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức nào về hắn và Khổng Huy cho họ. Tuy nhiên, cũng bởi vì điều này, khiến Chu Dương không nhận được tin tức hữu ích nào từ Trương Hải. Cho nên, với tình huống như vậy, Chu Dương muốn có được tin tức hữu ích, việc duy nhất có thể làm là cố ý thả Trương Hải đi, sau đó bí mật theo dõi, vậy thì nhất định sẽ tìm ra nơi này. Giờ phút này, Khổng Huy và Giang Phong thậm chí muốn ném Trương Hải thẳng từ tầng 2 của quán trà xuống dưới, kết thúc mọi chuyện. Theo dõi, tất nhiên là có rồi, có 3 nhóm người theo dõi tôi, nhưng tôi tiếp tục đi vòng quanh khách sạn, tìm cơ hội thoát khỏi 3 nhóm người theo dõi, sau đó quan sát một lúc. Đến khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi nữa thì tôi mới quay lại. Trương Hải cười nói, mang theo vẻ đắc ý. Dù sao, đây là việc mà hắn cho rằng mình làm rất đúng, không nghi ngờ gì nữa, việc loại bỏ những người theo dõi hắn khiến cho mục đích của Chu Dương thất bại, tất nhiên sẽ là một chuyện khiến người ta vui vẻ rồi. Đó cũng là điều khiến Trương Hải phấn khích. Có thật không? Nghe thấy những gì Trương Hải nói, Khổng Huy hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ người mà Chu Dương sắp xếp theo dõi thật sự bị Trương Hải cắt đuôi? "Đừng vội, nếu như có người đi theo mà không bị phát hiện, vậy thì đã bị đuổi theo đến đây rồi. Nếu tính thời gian thì có lẽ cũng sắp tới nơi. Chúng ta đợi thêm nửa tiếng nữa mà vẫn chưa có ai đến, vậy thì có nghĩa là đã thành công cắt đuôi kẻ theo dõi kia." Giang Phong nhìn đồng hồ, bình thản nói. "Đây là quán trà gần Giang gia, trên thực tế thì đây cũng là sản nghiệp của Giang gia." Lực lượng ở đây không hề đơn giản, là đầu cầu bảo vệ cho khu nhà của Giang Gia, cho nên trong phòng trà cũng có rất nhiều cao thủ. Ví dụ như 8 người bên cạnh Giang Phong đều là những người có thực lực, chiếm số lượng lớn, gần như tất cả đều ẩn nấp gần quán trà, bất cứ lúc nào nhận được tín hiệu đều có thể đến hỗ trợ. Cho nên lần này Giang Phong không lo lắng việc Chu Dương tới, cho dù là Nghiêu Xuyên tới, hắn cũng không sợ. Dù sao, sau lần đánh nhau trước đó, mặc dù Trương Hải tạm thời lui ra, nhưng hắn không nghĩ Nghiêu Xuyên mạnh hơn mình. Giang Phong có thể chắc chắn một điều là Nghiêu Xuyên còn chưa đạt tới trình độ tông sư võ giả, nếu không lần trước hắn đã không thể dễ dàng rút lui như vậy. Chỉ cần đối phương không phải là tông sư võ giả, vậy Giang Phong tuyệt đối nắm chắc phần thắng, cho dù đối phương có đến đây thì chắc chắn không thể thoát thân được. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, nửa giờ nữa đã đến. Mà bên ngoài quán trà, vẫn không có ai xuất hiện xem ra sẽ không có ai tới không ngờ chu dương lại chỉ có một chút năng lực như thế những người chịu thiệt dưới tay hắn đều là kẻ đần độn khổng huy nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn là mảng trống không ngoại trừ người đi đường hoàn toàn không có bóng dáng của chu dương giờ phút này trong lòng hắn hết sức khinh thường chu dương vốn tưởng rằng chu dương rất lợi hại nhưng không ngờ đến việc sắp xếp người đi theo dõi trương hải cũng không làm được đúng là đồ bỏ đi đi thôi giang thiếu ra gia nghe nói giang tiểu thư đã trở lại hai ngày rồi tôi đã lâu không gặp cô ấy lần trước nhìn thấy cô ấy ở thành phố liễu còn không nhận ra khổng huy cười nói đứng bật dậy chuẩn bị rời đi nhưng hắn vừa đứng dậy xoay người trong một giây tiếp theo lập tức sững sờ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước sắc mặt khó tin giang phong ở bên cạnh cũng đột nhiên đứng lên dùng đôi mắt của mình nhìn chằm chằm phía trước ngoài mặt kinh ngạc thì vẫn chỉ là kinh ngạc mà thôi khổng thiếu gia, giang thiếu gia. Nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, Trương Hải khó hiểu, chậm rãi quay đầu lại, há hốc mồm thậm chí không thể ngậm lại được, lộ rõ vẻ mặt sợ hãi. Chu Tổng, các người. Trương Hải không ngờ rằng Chu Dương lại xuất hiện trước mặt bọn họ lặng lẽ như vậy, đứng cách bọn họ không quá 5 mét. Sao có thể chứ? Hắn rõ ràng đã cắt đuôi được những người theo dõi, Chu Dương làm sao có thể đi theo hắn đến đây được? Chu Dương, sao mày lại ở chỗ này? Trương Hải vô thức hỏi: "Chu Dương, sao anh lại ở chỗ này?" Giang Phong lạnh lùng nói, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ ở đây nhìn chằm chằm nửa canh giờ, nhưng không phát hiện ra Chu Dương, hơn nữa còn để Chu Dương lên tầng 2 một cách thần không biết quỷ không hay, đứng trước mặt họ. Lúc này, Chu Dương đang mỉm cười. Mà nụ cười này rơi vào mắt Giang Phong và Khổng Huy, thì đó chính là một sự nhạo báng và khinh bỉ của anh dành cho họ. Chu Dương dường như đang nói: chỉ một vài người các anh mà cũng dám khoe khoang trước mắt tôi sao, thật là không biết sợ là gì. Sao cơ, lẽ nào nơi này là địa điểm bí mật tôi không thể đến sao? Chu Dương cười khẩy, hoàn toàn không để ý đến sự thù địch phát ra từ Khổng Huy và Giang Phong. Anh tiến lên hai bước ngồi vào bàn trà đối diện với hai người họ. Nghiêu Xuyên đứng bên cạnh bảo vệ Chu Dương. Lúc này, cả tầng 2 của quán trà im phăng phắc. Khổng thiếu ra, Giang thiếu ra, có người. Lúc này, chủ quán trà hốt hoảng chạy lên, định nói gì đó nhưng thấy Chu Dương đang ngồi trước mặt Khổng Huy và Giang Phong, những lời còn lại đều nuốt hết vào bụng. Chỉ là sắc mặt ông ta hết sức khó coi. Chương 600, đến rồi hai. Quán trà này là sản nghiệp của Giang gia, là đầu cầu bảo vệ khu nhà của Giang gia, có vai trò điều tra tình báo. Hôm nay, Khổng Huy và Giang Phong cùng nhau đến đây kiểm tra xem xét, mà lại có người lặng lẽ vượt qua tầm mắt của rất nhiều người trong Giang gia sau đó lên đến tầng 2 của quán trà. Nếu không phải ông chủ cứ 5 phút lại quan sát theo dõi qua camera, thì e rằng đến bây giờ cũng không ai phát hiện ra trên tầng 2 đã có thêm người. Điều này khiến ông chủ quán trà cảm thấy lo lắng và vô cùng sợ hãi. Nếu chuyện này Khổng Thiếu Gia và Giang Thiếu Gia biết được, thì ông chủ quán trà cảm thấy địa vị của mình hẳn là không thể đảm bảo được nữa rồi. Chỉ là, khi ông ta lên tầng 2 nhắc nhở Khổng Huy và Giang Phong, thì cái người xông vào kia đã xuất hiện trước mặt hai đại thiếu gia. Lúc này, trong lòng ông ta nóng như lửa đốt. Ông xuống đi, nhìn thấy ông chủ bước lên, Giang Phong như phát điên, muốn dìm ông chủ này thẳng xuống sông Trường Giang làm mồi cho cá. Có điều, lúc này phải kiềm chế sự tức giận trong lòng, hắn không nổi giận với ông chủ mà yêu cầu ông ta rời khỏi tầng 2, nếu không, Giang Phong không đảm bảo rằng mình có thể thể kiềm chế được cảm xúc. Vâng vâng không bị Giang Phong mắng chửi, ông ta cảm thấy như tránh được một kiếp nạn, trong lòng rất kinh ngạc, nhanh chóng đi xuống tầng 1. Chuyện này không ảnh hưởng đến bầu không khí giữa Khổng Huy, Giang Phong và Chu Dương. Im lặng, vẫn im lặng. Chu Dương không nói chuyện, hai người Khổng Huy và Giang Phong vẫn như cũ không có ý định nói trước. Mà Trương Hải ở bên cạnh là người đau khổ nhất lúc này. Ban đầu hắn là người của Chu Dương, nhưng sau đó đã phản bội anh về làm tay sai cho Khổng Huy và Giang Phong. Bây giờ, Chu Dương đã tìm tới cửa, khi Khổng Huy và Giang Phong chưa mở miệng nói chuyện, thì Trương Hải cũng không dám lên tiếng. Chu Tiên Sinh không mời mà đến như vậy không phải là rất bất lịch sự sao? Cuối cùng, Khổng Huy hơi sốt ruột, không nhẫn nhịn được nữa, hắn trầm giọng hỏi, dùng ánh mắt xấu xa nhìn chầm chầm vào Chu Dương, như muốn giết chết Chu Dương ngay lập tức. Hắn biết việc này rất khó, nhưng không phải không có khả năng thực hiện. Đây là quán trà của Giang gia, gần đó có người của Giang gia, không chỉ có đội bảo vệ bình thường mà còn có nhóm vệ sĩ của Giang gia. Đối với một gia tộc lớn như Giang gia, thì đội bảo vệ bình thường có thể thực lực không quá mạnh, họ chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, nhóm vệ sĩ của một gia tộc lớn lại vô cùng lợi hại. Suy cho cùng, để có thể trở thành nhóm vệ sĩ của một dòng họ lớn, bản thân đòi hỏi năng lực và sức mạnh mà người khác không có được. Với nhóm vệ sĩ của Giang gia, cho dù Chu Dương và vệ sĩ của anh có lợi hại đến đâu, chỉ cần chưa đạt tới trình độ tông sư võ giả thì bọn họ đều không thể an toàn mà rời đi được. Không mời mà đến, tôi lại không cho là vậy, rõ ràng là Trương Hải đã thay mặt các người mời tôi đến đây mà, nếu không, sao tôi có thể biết được các người đang ở đây chứ? Chu Dương thản nhiên cười, nhún vai bất đắc dĩ, liếc nhìn Trương Hải một cái, sau đó nụ cười trên mặt cũng dần dần tắt. Ngay từ giây phút đầu tiên Chu Dương đã cảm nhận được sự thù địch của Khổng Huy và Giang Phong. Mà trước lúc anh bước lên đến tầng 2, đã nhìn thấy hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Còn về việc bọn họ đang nhìn cái gì, Chu Dương không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là đang chăm chú quan sát bên ngoài để xem anh có xuất hiện hay không. Đáng tiếc, lần này phương pháp tới đây của Chu Dương và Nghiêu Xuyên hơi cổ quái. Khi cách khu nhà của Giang ra vài cây em, Chu Dương và Ngưu Xuyên đã bước xuống xe. Hơn nữa, hai người còn cố ý đi một đoạn đường tới đây, quần áo trên người cũng là quần áo của du khách bình thường. Những người không biết họ sẽ chỉ nghĩ rằng họ là khách du lịch từ nơi khác đến. Ngay cả đội bảo vệ khu nhà Giang gia, thậm chí là nhóm vệ sĩ biết dáng vẻ của Chu Dương và Ngưu Xuyên trông như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng biết cách để đối phó với bọn chúng. Vì vậy, cả đoạn đường đều rất thuận lợi, cho đến khi lên tới tầng 2 của quán trà mày nói nhảm, tao mời mày qua khi nào, khổng thiếu ra, giang thiếu ra, hai người đừng tin lời nói nhảm của hắn, hắn đang gài bẫy tôi đấy. Trương Hải chợt lo lắng. Đùa chứ, nếu khổng huy và giang phong thực sự tin tưởng Chu Dương, nghĩ rằng chính Trương Hải là người đưa Chu Dương và Nghiêu Xuyên tới đây, vậy thì đó chính là phản nghịch. Một người phản bội hết người này đến người khác như vậy, đến cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trương Hải không muốn trở thành một người bị Chu Dương, Khổng Huy và Giang Phong căm ghét. Hừ, Chu Dương, cậu cho rằng cậu nói như vậy thì chúng tôi sẽ tin sao? Khổng Huy chế nhạo, không quan tâm đến lời nói của Chu Dương. Mặc dù không biết Chu Dương tìm được nơi này bằng cách nào, nhưng hắn không cho rằng Trương Hải lại có gan phản bội hắn và Giang Phong sau khi đã phản bội Chu Dương. Anh không tin à, xuyên tử, để khổng thiếu ra và Giang thiếu ra xem thử lời tôi nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Chu Dương nhớn mày, Bình Thản nói. Còn Ngưu Xuyên đi thẳng đến trước mặt Trương Hải, sau đó đưa tay ra như muốn lấy thứ gì đó trên người hắn. Mày muốn làm gì? Trương Hải muốn chống trả, nhưng hắn hoàn toàn không có sức lực để làm vậy, hắn chỉ bị Ngưu Xuyên bóp nhẹ cổ tay một cái, đột nhiên toàn bộ sức lực đều biến mất. Các anh xem đi. Ngưu Xuyên sờ lên cổ áo của Trương Hải, sau đó cậu ấy tìm thấy một chiếc cúc áo màu đen. Khổng Huy và Giang Phong nhìn cúc áo màu đen trước mặt liền biết ngay đó là cái gì. Thiết bị theo dõi. Sắc mặt của hai người đột nhiên rất khó coi. Trương Hải, cậu giải thích thế nào? Khổng Huy mặt mày u ám, không ngờ Chu Dương lại đặt máy theo dõi trên người Trương Hải, mà Trương Hải không để ý lại đưa bọn họ tới đây. Thậm chí vừa nãy Khổng Huy còn tự hỏi có phải Chu Dương đang nói đùa hay không? Hay là Trương Hải này đã quay lại làm việc cho Chu Dương? Khổng thiếu ra, tôi thực sự không biết, Tôi không biết tại sao trên người tôi lại có thứ này, nếu tôi mà biết thì sao có thể quay về để dẫn dọ đến đây được. Trương Hải hoảng sợ, nhất là khi đối mặt với sự chất vấn của Khổng Huy, hắn vội vàng giải thích, nói năng không còn lưu loát. Trương Hải không giải thích thì không sao, nhưng khi hắn lên tiếng giải thích càng khiến cho Khổng Huy thêm nghi ngờ. Trương Hải thật sự không biết ư? E rằng không phải vậy, mà là hắn cố ý mang theo thiết bị theo dõi, mục đích là để giả bộ mình đã an toàn chạy thoát. Thuận tiện dẫn theo đám người Chu Dương đến chỗ này. Bằng cách này, không chỉ có thể đưa Chu Dương và những người khác đến đây, mà còn có thể tiếp tục đứng về phía Khổng Huy và hành động như một nội gián. Hay cho tên Trương Hải, hay cho tên Chu Dương. Ánh mắt Khổng Huy lóe lên sự hung dữ, hắn đã quyết định dù Trương Hải có dựa dẫm vào Chu Dương hay không thì hắn cũng phải dạy cho Trương Hải một bài học nhớ đời. "Chu Dương, anh muốn thế nào?" Giang Phong trầm giọng hỏi. Đây là quán trà của Giang Gia, thân là con nuôi của Giang Hành Nguyên, có thể nói Giang Phong chính là chủ nhân ở đây. Bây giờ tầng 2 quán trà chỉ còn lại vài người bọn họ, đội bảo vệ và vệ sĩ đều đang ở khu vực gần quán trà, phải cần một lúc mới kịp đến đây. Ngay khi Chu Dương xuất hiện, Giang Phong đã liên lạc với nhóm vệ sĩ của Giang Gia qua tín hiệu liên lạc đặc biệt. Có lẽ vẫn cần vài phút bọn họ mới đến được tầng 2 của quán trà. Do đó, Giang Phong cần kéo dài thời gian với Chu Dương. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 37.